Phương Thảo và Duy Dương xin được gửi lời chào tới quý vị khách quý và tất cả các bạn khán giả đang cùng đến với vòng bán kết môn thể thao điện tử nội dung Liên Quân Mobile tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam 2021. Welcome back to the stage of Arena Valor Tournament at the 31st SEA Games in Vietnam. Kính thưa quý vị khách quý và tất cả các bạn khán giả, như vậy là chúng ta vừa mới trải qua một ngày thi đấu vòng bảng rất tuyệt vời với rất nhiều những trận đấu kịch tính, mãn nhãn và kết quả cũng rất bất ngờ. Qua đó, chúng ta đã xác định được 3 cái tên xuất sắc nhất để tiến vào vòng bán kết hôm nay. Ở vị trí thứ 3, đó là đội tuyển quốc gia Malaysia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 và ở vị trí đầu bảng xếp hạng, đó là đội tuyển Thái Lan. Ladies and gentlemen, after the first day of intense competition, we have identified the top 3 highest ranking team in the group stage and advanced to the next round. And they are Malaysia with the third place, the second place is Vietnam, and the first place belongs to Thailand. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta đang là trận bán kết nhánh dưới giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? And in the following, we'll hold the lower bracket semi-finals between two national teams of Malaysia and Vietnam. And once again, are you ready? Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn khán giả. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ngay lúc này hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để chào đón sự xuất hiện của đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam. And now please welcome Malaysia and Vietnam. Quý vị và các bạn thân mến, đến với trận bán kết nhánh dưới, đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ đi tiếp vào vòng trong để hướng tới tấm huy chương vàng. Còn đội thất bại sẽ đến với trận tranh huy chương đồng. And the winner will enter the next round to compete for the gold medal, and the losing team will compete for the bronze medal in the next day. Và bây giờ thì không để cho các bạn khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, đội tuyển Malaysia cũng đã sẵn sàng và đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng ngay lập tức bắt đầu trận bán kết nhánh dưới giữa Malaysia và Việt Nam cùng với sự dẫn dắt của bình luận viên Anh Dũng và bình luận viên Đức Huy. Xin mời! And all the players are ready, all the audience are ready. And now let's start the first low bracket semi-finals with our caster. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn khán giả đang theo dõi trên sóng live stream trực tiếp của SEA Games 31. Cùng với đó là hàng nghìn khán giả đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với trận bán kết nhánh thua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Như đã nói thì chúng ta trải qua một trận bon năm khá dài hơi trong ngày hôm nay đây, khi Việt Nam sẽ có một hành trình phải nói rằng là hết sức vất vả nếu chúng ta vượt qua được Malaysia. Ngày hôm nay sẽ có hai trận thi đấu đều diễn ra với thể thức là bo năm. Trận đầu tiên, trận đấu đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đội tuyển thua trong trận thi đấu này sẽ rơi xuống nhánh thua, và đội tuyển chiến thắng trận đấu này sẽ tiếp tục hướng tới trận thi đấu nhánh thắng với cả đội tuyển Thái Lan để tìm ra đại diện đầu tiên có mặt trong trận tranh huy chương vàng diễn ra vào ngày mai. Đây là hành trình của SEA Games 31 ở bộ môn Liên Quân Mobile ở vòng đấu playoff. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai trận đấu BO5. Thứ nhất là trận đấu ở nhánh dưới giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia, và đội thắng ở trong trận đấu này sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển đã dẫn đầu bảng và đang chờ sẵn ở trong trận đấu ở nhánh trên. Và sang đến ngày mai thì chúng ta sẽ có hai trận đấu, đó là trận đấu để tìm ra tấm huy chương đồng và trận đấu quan trọng nhất, đó là trận chung kết tổng để cạnh tranh tấm huy chương vàng. Ngày hôm nay thì trong loạt tie break diễn ra vào sáng ngày hôm nay thì chúng ta tìm ra được những cái tên còn sót lại top 3 đội tuyển sẽ tranh huy chương, đổi bầu huy chương ngày hôm nay, và đó là Malaysia sau khi chiến thắng được loạt tie break 4-1 với cả đội tuyển quốc gia Lào. Và trong trận đấu đầu tiên này thì các chiến binh sao vàng của chúng ta cũng sẽ có cuộc chạm trán với Malaysia. Malaysia là tập hợp của những người chơi có kỹ năng cao nhất tại khu vực này, và họ cũng sẽ có mặt tại giải đấu quốc tế sắp tới. Và đây sẽ là lần chạm trán đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi mà nòng cốt của các thành viên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng chính là hạt giống số 1 của Việt Nam trong giải đấu quốc tế sắp tới.
Đây là các chàng trai đến từ đội tuyển Liên Quân Mobile quốc gia Malaysia. Ở buổi sáng ngày hôm nay thì họ đã vượt qua đội tuyển Lào với tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu BO1. Và một hình ảnh rất đẹp đã xuất hiện ở trên sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đó là những giọt nước mắt của các chàng trai bên phía đội tuyển quốc gia Malaysia. Tôi tin rằng là họ hiểu để cạnh tranh một tấm huy chương bạc hay thậm chí là tấm huy chương vàng là điều rất khó. Nhưng có được tấm huy chương ở trong một kỳ vận hội lớn của khu vực như thế này, nó xứng đáng với niềm hạnh phúc và nó xứng đáng với những giọt nước mắt. Đây là đội hình mà Malaysia sẽ sử dụng ở trong trận đấu này với đội tuyển chủ nhà Việt Nam. Đó là LYL ở cánh trên, đó là XF ở vị trí đi rừng, LCC2 ở vị trí đường giữa, Gen Shao xạ thủ và cuối cùng là Botak ở vị trí trợ thủ. Đây là nòng cốt các thành viên đã thi đấu trong ngày thi đấu hôm qua. Còn đây là đội hình ra quân của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với D-Way, đường tà thần Seja, Bang ở vị trí đi rừng, đường giữa Fish ở vị trí xạ thủ, đó là Red và cuối cùng ở vị trí hỗ trợ là tuyển thủ sinh năm 2003 Khoa. Để có mặt ở trận đấu này thì buổi sáng ngày hôm nay khá đáng tiếc khi đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã để thua ở trong trận đấu tie break cạnh tranh vị trí đầu bảng với đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ còn gặp lại họ và thậm chí là còn gặp lại họ nhiều lần nữa để cạnh tranh cho tấm huy chương vàng ở SEA Games 31 ở bộ môn Liên Quân Mobile. Nhưng trước đó hãy vượt qua Malaysia và hãy vượt qua trận đấu này và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Là rất đông các khán giả đang có mặt ở trung tâm hội nghị quốc gia vào thời điểm này, các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình hơn nữa cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đi ạ. Vâng, phải thừa nhận một điều rằng ngày hôm nay thì không khí trong những gì diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia là cực kỳ nóng. Và rõ ràng đây là sức ép tâm lý rất lớn cho đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay, đó là tuyển quốc gia Malaysia. Mục tiêu lớn nhất của Malaysia là có được huy chương tại kỳ SEA Games này, và họ đã phải trải qua một áp lực tâm lý rất lớn khi vượt qua được đội tuyển Lào. Và Malaysia có lẽ họ đến đây, họ cũng không muốn chỉ dừng lại ở một trận tranh huy chương. Và đây là tuyển thủ key player bên phía đội tuyển quốc gia Malaysia, đó là XF. Với điểm MVP point là 7.39, KDA 2.05, lượng sát thương trung bình là 37.388 và lượng sát thương gánh chịu trung bình là hơn 50.000 sát thương. XF đóng công rất lớn ở trong màn trình diễn bất ngờ mà Malaysia đã đem đến cho Thái Lan ở trong trận đấu mở màn của SEA Games 31 lần này, và cũng đóng góp một công lao không nhỏ trong hành trình đưa Malaysia đến với trận đấu này. Và ở thời điểm mà Malaysia đã chắc chắn có được một tấm huy chương và với vị thế là cửa dưới, tôi tin rằng tâm lý của họ cũng sẽ là tương đối thoải mái để có thể tạo ra những khó khăn dành cho Lai Bâng, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở bộ môn Liên Quân Mobile và cũng là key player của đội tuyển chúng ta ở trong trận thi đấu này. MVP point của Bâng là 9.8, KDA trung bình 7.0 và Bâng cũng đang tỏ ra hết sức tự tin trước trận đối đầu này với Malaysia. Bâng hôm qua có chia sẻ với tôi rằng là anh ấy cảm thấy phấn khích khi có được sự cổ vũ của rất nhiều khán giả có mặt trực tiếp, và rõ ràng đây là một trong số những lợi thế cực kỳ lớn bởi với một đội tuyển lớn như Sài Gòn Phantom, như đội tuyển quốc gia Việt Nam mà còn có được sự bổ trợ của các bạn khán giả phía dưới nữa, họ sẽ cực kỳ sung. Và đặc biệt là năng lượng trẻ, đây là một trong số những lá cờ đầu của nền Liên Quân trong ít nhất là nhiều năm tới, và vì vậy mà đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày hôm nay đang có một phong độ thi đấu là rất cao. Cái cách mà Bâng vừa mới cho chúng ta thấy cái độ năng lượng của anh ta đã được cho thấy minh chứng là đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc đối đầu này cả đội tuyển Malaysia. Đó là một sự sung mãn, đó là một sự phấn khích. Còn đây là những gợi ý để có thể giành chiến thắng trước đối thủ ở trong trận đấu này mà chúng ta đang có ở trên màn hình vào thời điểm này. Lý do đầu tiên đó là không bao giờ đánh nhau và giao tranh mà trong khoảng thời điểm sớm của trận đấu. Lý do thứ hai là cố gắng xây dựng cho mình một đội hình xoay quanh một hyper carry, có thể đó là một xạ thủ. Và cuối cùng là chống lại những tình huống xâm lăng rừng của bên phía đối phương. Đây là những lời khuyên có lẽ dành cho đội tuyển quốc gia Malaysia, bởi chúng ta nhìn thấy từ ngày hôm qua thì cái phong cách đánh đến từ đội Việt Nam là một phong cách đánh cực kỳ dữ dội, ly thẳng vào phần rừng và cướp rừng đối phía đối phương luôn. Còn đây là ba lời khuyên dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam: hãy để cho cá được phép di chuyển và được ganh sớm trong đầu trận đấu. Cái thứ hai nữa là luôn luôn first pick dành cho Yiwei, lựa chọn đầu tiên Yiwei những con bài tốt nhất có thể, Zuka, Frontino và sau đó cả Mina nữa. Và cái thứ ba nữa là đừng để cho Gen Sao được phép farm một cách thoải mái ở trong giao tranh. Và đây là ba lời khuyên mà tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam cũng đã có những cái sự cân nhắc và những sự tính toán với những gì mà huấn luyện viên Polo, chiến lược gia của đội tuyển này đang có mặt trên sân khấu ở thời điểm hiện tại. Và sẽ có thêm những lời khuyên trực tiếp đến từ huấn luyện viên Polo. Và ở phía bên kia chiến tuyến thì huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia cũng sẽ có những động thái tương tự với những người học trò của mình. Tôi tin rằng là những giọt nước mắt của các chàng trai đến từ Malaysia một phần cũng được cộng hưởng từ bầu không khí eSports đầy sôi động mà các khán giả Việt Nam đem đến cho kỳ SEA Games 31 lần này. Và điều đó cũng đang khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thêm rất nhiều những động lực để thi đấu, để cống hiến, để
giành tấm huy chương vàng về cho bộ môn Liên Quân Mobile. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng cần phải biết cách để quản lý thể lực ở trong những ngày thi đấu liên tiếp nhau và kéo dài như thế này. Ngay sau trận đấu này với đội tuyển Malaysia, nếu thắng thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở trong một trận đấu BO5. Và ngay kể cả các khán giả đang có mặt ở đây cũng vậy thôi. Hãy phân phối thể lực để cổ vũ một cách hợp lý. Các tuyển thủ thì hãy phân phối thể lực để thi đấu một cách hợp lý. Làm sao để chúng ta có được một kết quả thuận lợi nhất theo tính toán của mình. Hãy cùng chúng tôi đồng hành cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, bởi ngày hôm nay như đã nói sẽ là một ngày thi đấu vô cùng dài hơi của các chiến binh đến từ đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm qua thì chúng ta có thấy rằng là cái lợi thế tinh thần lớn và được cổ vũ trên sân nhà, cũng như cái việc mà các tuyển thủ tương tác với nhau đã khiến cho họ có một phong độ thi đấu khá thăng hoa. Nhưng mà tuy nhiên đây cũng là một con dao hai lưỡi, bởi nó hoàn toàn có thể khiến cho các tuyển thủ đôi khi như có những tình huống đẩy nhà nó hơi sung sức quá, và dẫn tới việc là trong trận thi đấu ngày hôm qua với đội tuyển Thái Lan thì chúng ta suýt nữa để đánh mất đi ván thi đấu đầu tiên khi mà đang có áp lợi thế áp đảo. Và vì vậy thì cần phải tiết chế, cần phải cân bằng và cân đối được thể lực của mình về tinh thần, bổ trợ chứ đừng để nó lấn lát bản thân, để có thể bình tĩnh nhất có thể. Đó là những lời khuyên của chúng tôi dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại. Cá nhân tôi tin rằng là sau ngày thi đấu hôm qua thì thầy trò huấn luyện viên Polo cũng đã về và nghiên cứu rất kỹ cả đội tuyển Thái Lan cũng như là những sai lầm còn mắc phải đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cấm và chọn ở trong game thi đấu đầu tiên của kèo đấu BO5 này. Và chúng ta cùng nhau đến ngay với lượt cấm đầu tiên đến từ tuyển quốc gia Malaysia. Họ sẽ đưa ra lượt cấm đầu tiên và tiếp tục là Mina. Một trong số lượt cấm thẳng vào người chơi đường tà thần Seja của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Yiwei. Khi mà ngày hôm qua thì quân bài Mina trong tay của Yiwei vẫn là một bài toán quá khó giải, và thậm chí là đội tuyển Thái Lan cũng chưa thể giải được bài toán này một cách thực sự là tự tin. Lượt cấm thứ hai của bên phía Malaysia cũng là hướng thẳng trực tiếp tới vị trí của Yiwei luôn. Không biết vì lý do gì mà họ cũng đã để ý đến những lời khuyên đến từ các chuyên gia cho đội tuyển Việt Nam hay chăng, khi mà họ liên tiếp cấm vào vị trí chủ chốt đường tà thần Seja dành cho một trong số những người chơi đường tà thần hàng đầu ở đẳng cấp thế giới ở thời điểm tại. Còn bên phía đội tuyển Việt Nam như thường lệ vẫn là cấm đi Aya, và kế đến là cả quân bài Omen nữa, một quân bài đỡ đòn đa năng. Và lần đầu tiên chúng ta thấy Malaysia tự tin lấy quân bài Lorient của Việt Nam thì sẽ có Chrissy và Veret, những quân bài sở trường của các thành viên bên phía đội tuyển Việt Nam. Với Chrissy ở trong tay mình thì Fizz đã từng đánh bắt được rất nhiều những Lorient, thậm chí có cả những Lorient đẳng cấp ở trong tay của những người chơi huyền thoại ở khu vực đường giữa. Và trong cuộc đối đầu này với LCG2 thì tôi tin rằng là Fizz cũng sẽ có được sự tự tin lớn lao, nhất là khi có thêm Veres ở bên cạnh. Còn đối với đội tuyển Malaysia, khi đội tuyển Việt Nam không lựa chọn thả ra Aya thì họ có Lorient, và sau Lorient là Laville và Rossi. Rõ ràng thì về mặt cấm chọn thì huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia vẫn đang thực hiện một cách khá tốt ở trong hành trình của họ tại SEA Games 31 lần này. Cá nhân tôi cho rằng là về cấm chọn, tôi đồng ý với quan điểm của anh Dũng về khả năng cấm chọn khá linh hoạt đến từ Malaysia, nhưng mà tuy nhiên thì có vẻ phong độ của họ khá thất thường, đặc biệt là những trận thi đấu dài hơi diễn ra ngày hôm qua. Ở trong trận đấu sớm đầu ngày thì họ thể hiện rất tốt trước Thái Lan, nhưng đến giai đoạn đầu buổi chiều một cái là họ liên tục để cho những sơ suất xảy ra, và thậm chí Lào còn suýt nữa lấn lướt họ để ngăn họ có một loạt tie break diễn ra vào sáng nay và có mặt tại đây. Và rõ ràng là thể lực cũng là phong độ thất thường, cũng là điểm yếu đến từ phía đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhưng dù sao chăng nữa thì trong những chuyến cấm chọn đầu tiên thì bên phía Malaysia đã có một quân bài khá kỳ ở khu vực đường giữa, đó là quân bài Lorient, vị tướng đã bị cấm đi rất nhiều ngày thi đấu hôm qua. Còn chúng ta bước qua giai đoạn cấm chọn thứ hai, và lượt cấm đầu tiên của bên phía Việt Nam ở phần phây thứ hai đó là quân bài Irie, và tiếp tục đến là một lượt nhá hàng và quân bài Elandor. Đây cũng là một vị tướng sở trường của người chơi lên rừng bên phía đội tuyển Malaysia, đó là XF. Ngày hôm qua thanh tra Elandor khá nhiều, nhưng bên phía Malaysia đã từng có những cái chiến thuật theo kiểu dạng là lấy những vị tướng xạ thủ để bảo trụ, cũng như là thiên về di chuyển và né tránh khả năng giao tranh tổng của bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam, bởi họ biết rằng khả năng giao tranh của cả 5 thành viên bên phía Việt Nam là rất mạnh, nên họ đã chủ động lựa chọn một chiến thuật di chuyển nhưng không vượt qua được. Và rõ ràng ngày hôm nay thì Việt Nam vẫn dành một sự tôn trọng rất lớn dành cho vị trí đi rừng của bên phía đội tuyển Malaysia, và đó là lượt cấm dành cho khu vực đi rừng với quân bài Elandor. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì Malaysia đang cấm vào vị trí đi rừng của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Lai Bâng với Lữ Bố cùng với Nakrot. Nakrot là một vị tướng đi rừng đang quay trở lại vô cùng mạnh mẽ ở trong meta này, khi từ hôm qua đến hôm nay thì chúng ta thấy Nakrot xuất hiện rất nhiều ở cả trong những lượt cấm và những lượt lựa chọn ở kỳ SEA Games 31 lần này. Và toàn bộ những lượt cấm của cả hai bên đã hoàn thành ở trong ván thi đấu đầu tiên. Superman, vị tướng sở trường mà Yiwei đã từng tạo ra rất nhiều những sự đột biến, rất nhiều những pha thi đấu đẹp mắt, có lẽ sẽ là sự lựa chọn dành cho người đi đường tà thần Seja của đội tuyển Việt Nam ở trong ván thi đấu này. Những sự lựa chọn của đội tuyển Việt Nam đến tận thời điểm này cũng đang là rất hoàn hảo. Huấn luyện viên Polo đang ưu tiên lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam những vị tướng sở trường mà thuận tay nhất của từng cá nhân một để họ có thể tự tin nhất trong trận đấu khai màn của ngày hôm nay.
Và rõ ràng là những gì mà chúng ta nhìn thấy, cách cấm chọn của đội tuyển Việt Nam cũng không khác nhiều so với chính họ tại giai đoạn giải đấu quốc nội, khi mà vòng bảng đội tuyển Việt Nam thường xuyên hủy diệt tất cả những đối thủ còn lại bằng một đội hình đánh xoay tua một vài những quân bài nhưng nó khá hiệu quả. Và quân bài Chrissy cũng là quân bài đã giúp cho Cá đạt được nhiều danh hiệu MVP nhất tại giải đấu quốc nội, và thậm chí là cả ngày hôm qua nữa, cùng với là con tướng anh ta dùng nhiều nhất tại giải đấu quốc nội gần nhất. Và đây là một trong những sự lựa chọn khá yên tâm dành cho khu vực Việt Nam, dành cho đội người chơi Fish. Còn bên phía của đội tuyển Việt Nam cuối cùng đó là Arthur, một sự lựa chọn khá lạ đến bên phía của đội tuyển Việt Nam. Những ngày hôm nay thì loạt thi đấu đã chuyển từ bo 2 qua bo 5 rồi, và rõ ràng đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng cần phải có những sự cân đối. Và dù sao đây chăng nữa thì Arthur cũng là một sự lựa chọn hiệu quả về mặt chống chịu dành cho bên phía Việt Nam khi chúng ta đã sở hữu quá nhiều sát thương rồi. Không, Khoa lựa chọn vào Tachi, và nếu lựa chọn Tachi thế này tôi lại càng yên tâm hơn nữa cho bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu như là Arthur thì đó sẽ là một pha xử lý để có thể tiết kiệm được tướng dành cho bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong một kèo đấu BO5. Nhưng nếu như là Tachi như thế này thì chúng ta vẫn còn chưa quên ngày hôm qua ở trong cuộc đối đầu với đội tuyển quốc gia Thái Lan ở ván thi đấu đầu tiên, thì Tachi của Khoa đã có một pha xử lý xuất sắc như thế nào ở cấp độ 2 ngay trong phần rừng của đối phương. Và ngày hôm nay thì chắc hẳn là Khoa cũng sẽ muốn mang đến những sự sôi động như vậy và những pha xử lý đột biến như vậy trong cuộc đối đầu với Malaysia. Và đó là 3 năm sự lựa chọn tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam lựa chọn ngay trong ván đấu đầu tiên này. Và tôi nghĩ rằng Malaysia cũng hài lòng. Bên phía khu vực cánh trên, tôi tin chắc rằng đây sẽ không phải là cánh mà di chuyển đánh trực tiếp đến từ UA cũng như là LOL. Quay đó thì UA sẽ tận dụng khả năng di chuyển cực kỳ nhanh, roaming cơ động đến từ cái bài Superman để di chuyển các cánh còn lại để hỗ trợ. Và qua đó thì cánh rồng sẽ là cánh mà chúng ta tập trung đánh thẳng vào vị trí của Lavi. Ở khoảng thời điểm này thì Lavi không còn là vị tướng xạ thủ quá mạnh đầu trận đấu nữa, và vị tướng này muốn gây đột biến thì phụ thuộc rất nhiều vào một combo keo lửa cũng như là đạn thần quang chuẩn xác. Ngày hôm qua thì Botak cũng có một vài những tình huống keo lửa khó khăn trước đội tuyển Việt Nam tại giai đoạn vòng bảng, nhưng chỉ là một vài tình huống thôi chứ nó không có bất cứ một nỗi đáng sợ nào quá khủng khiếp đến từ bên phía của tuyển quốc gia Malaysia cả. Tuy nhiên đây vẫn là một lá ăn tướng hết sức mạnh bên phía đội tuyển quốc gia Malaysia, và anh cùng nhau đến ngay với ván thi đấu đầu tiên trong kèo đấu bo 5, một trận bán kết nhanh thua giữa đội tuyển quốc gia Malaysia và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Yiwei với tốc độ di chuyển nhanh của vị tướng Superman ngay lập tức đã chiếm được ưu thế về mặt tầm nhìn cũng như là quân số dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom ở khu vực đường giữa, để Fizz cùng với Khoa có thể thoải mái tiến lên tấn công những tình huống đầu tiên vào thành viên bo tắc của bên phía đối phương. Dọn lính rất nhanh và sau đó hất tung đối phương lên với bão lá, một tình huống cầu máu tốt đến từ vị trí của Fizz để tạo ra những lợi thế không nhỏ ở khu trung tuyến dành cho Việt Nam. Và bo tắc bị cấu đi khá nhiều máu. Bằng xe không đánh Beret theo kiểu dạng là xâm lăng rừng đối phương như cái cách mà anh ta làm trong ngày thi đấu hôm qua nữa, mà đó sẽ là một vòng rừng tương đối an toàn và khởi động nhẹ nhàng. Đây rồi, một cú đẩy từ Yiwei, anh ta có mặt trên mọi bản đồ, tìm thấy ra sao, bất tốc biến trên người ra sao rồi. Một chút đam nữa thôi, chưa đủ sát thương để lấy được cái điểm hạ gục của Gen sao. Còn thiếu một chút nữa, nhưng rõ ràng là sự xuất hiện bất ngờ của Fizz ở khu vực đường dưới cùng với động thái chia đường để cho Superman đi cùng với Laviu của đội tuyển Việt Nam thiếu chút nữa đã đem đến cho chúng ta điểm chiến công đầu. Nhưng dù sao thì nó cũng cho thấy được sự chủ động và sự trên cơ của Việt Nam so với Malaysia. Đã có những sự đổi đường từ rất sớm để gây bất ngờ cho đối phương. Gen Sao đã có một tình huống có phần may mắn khi mà sát thương cuối cùng đến từ tình huống bướm ảo của anh ta, của Fish, là không đủ để lấy đi mạng của Lavi, và anh ta đã phải di chuyển sau ở tuyến trên. Và trong khoảng điểm di chuyển sau thì Việt Nam chúng ta đã đủ gây bất ngờ với khả năng swap lên từ rất sớm rồi, và Red đã có cho mình con rơi thủ vệ đầu tiên. Bâng đã có mặt tại đây, Gen Sao lần này không có tốc biến trên người, và chỉ cần một pha lao vào đoạn mình xích mà thôi, chúng ta có thể hướng tới điểm chiến công đầu. Gen Sao vẫn đang khá thận trọng, và những gì mà anh ta làm đó là cố gắng chờ đợi cho lính tràn vào, và đội tuyển Việt Nam chúng ta chưa thể có điểm hạ gục nào cả. Chúng ta chuyển vào khu vực đường giữa để tìm kiếm điểm gục đầu tiên của bên phía đối phương. Đây là tình huống mà đội tuyển Việt Nam đang di chuyển với toàn bộ các thành viên trong đội hình của mình để có thể kiểm soát được khu vực hang rồng đầu tiên của ván thi đấu này, và chúng ta đã bắt đầu khởi động mục tiêu này. Ở bên phía đội tuyển Malaysia cũng có khá đông người ở xung quanh vị trí này, nhưng họ đang thiếu đi Laviu, và xạ thủ của bên phía Malaysia cũng chưa lên được cấp độ 4 để có đạn thần quang, và khiến cho tình huống ăn rồng của chúng ta gặp phải những khó khăn ăn rồng và cũng không để cho đối phương có được thế kiểm soát ở hang xe ra. Như vậy cũng đã là những thành công đầu tiên của đội tuyển Việt Nam rồi. Hiện tại thì Việt Nam vẫn đang nắm được thế chủ động hơn so với cả bên phía đối phương. Chúng ta thắng đường cả ở mặt trận đổi đường, thì Red cũng đang đánh cánh thắng ở cả hai cánh và khiến cho LOL cũng phải ôm trụ với quân bài Yena này. Anh ta dọn là tân lính và sau đó di chuyển cũng rất thận trọng, di chuyển rất sâu về phần rừng của mình để có thể đảo lên ngược trở lại với cả người chơi xạ thủ bên phía đối phương, đó là Gen Sao. Có lẽ Malaysia đánh theo kiểu dạng phòng ngự phản công rồi, họ nhất quyết sẽ không lại là người mở giao tranh trước, họ sẽ kéo dài thế trận này càng lâu càng tốt, để đến khi mà lượng tiền và lượng kinh tế hai bên là ngang ngửa nhau, họ sẽ tập trung vào đó để tìm kiếm cơ hội tình huống giao tranh tổng, để có thể tìm kiếm cơ hội ở chiến thắng. Còn họ sẽ không thể nào tập trung vào chủ động quá được. Đây rồi, Fizz không cho đối phương một cơ hội nào để chờ đợi cả, và lần này thì pha bắn vật tốt từ đó là Fizz và Red đã đem đến chiến công đầu thuộc về cho đội tuyển Việt Nam.
vẫn là tuyển thủ Hoàng Phúc ở khu vực đường giữa của đội tuyển Việt Nam, một người đã thi đấu cực kỳ nổi bật ở trong kỳ SEA Games 31 lần này. Và thêm một lần nữa thì QC của Fish lại lên tiếng một cách mạnh mẽ để đem về được điểm chiến công đầu dành cho đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Và đó là tình huống như thường lệ, vẫn là khá chuẩn đến từ combo, đến từ vị trí của đó là QC, nhưng Bung gặp nguy hiểm tại đây. Bung không thể quay được Whisk, một tình huống mà LOL cũng như XF đã kêu gọi nhau khá tốt và chúng ta đã hơi tự tin quá. Qua đó, với việc Bung nằm xuống thì nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ mất đi khả năng kiểm soát tại những mục tiêu lớn tiếp theo. Nhưng những gì Malaysia làm vẫn đang là nhường thế chủ động cho đội tuyển Việt Nam, thay vì là 5 ăn 5 thua với con Cesar này. Và rõ ràng lối đánh này là lối đánh sẽ là nòng cốt của Malaysia rồi. Họ sẽ đánh theo kiểu dạng là chầy cối, đợi cho đến khi mà tiền đủ nhiều, lượng đồ đủ nhiều, nó sang khoảng thời điểm mà họ lên tuyến. Đạn thần quang đã tới, nhưng Red đã tỉnh táo với cú ảnh biến cuối cùng mình để thoát khỏi cú đạn thần quang vừa qua. Bã từ trường đến từ LCC Chu cũng không thể gây được bất ngờ. Và hai chiêu cuối đến từ Malaysia không tạo ra được một dấu ấn nào dành cho đội tuyển này, dù họ đã trong trạng thái sẵn sàng sẽ áp giao tranh đối phương của bên giữa. Những chất tướng của bên phía đội tuyển Malaysia là không tồi ở trong giai đoạn đầu và giữa, và đó là lý do vì sao mà đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam lại lựa chọn một lối chơi tương đối chậm ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Một phần nữa cũng là vì XF cũng đã có một pha xử lý tốt nên Malaysia đã quân bình lại được lượng điểm hạ gục. Và đó là lý do vì sao mà người đi rừng của đội tuyển Malaysia lại được bầu chọn là key player trước trận đấu bán kết nhánh dưới này. Gen Sao lại mất đi khiên phản tốc trên người và có lẽ áp lực mà đội tuyển Việt Nam hướng tới vào vị trí của Gen Sao là không nhỏ. Lần này thì Gen Sao đã có cho mình cả tốc biến trên người rồi. Fit đã có một tình huống solo đối phương và đây là một tình huống mà mưa sa băng là rất nhiều sát thương. Đoạt mạnh xích băng vào, lấy đi mạng của người chơi dẫn đến phía đối phương đường trên. Thì UA phòng ngự phản thành công và không bị tấn công, còn ở đường dưới thì chúng ta làm được quá nhiều thứ. Một pha dính bắt có kinh nghiệm và cho thấy sự lì lợm đến từ người chơi đường giữa của đội tuyển Việt Nam. LCC2 không biết là người chơi Lorion thứ bao nhiêu bị Fizz bắt lại với một tình huống bão lá như vậy. Và người dứt điểm đó là Bung, một tình huống tạo tiền đề kiến tạo rất tốt của người đi đường giữa và một pha ghi bàn đẹp mắt đến từ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Lai Bung. Và bây giờ thì cái trụ đầu tiên ở trong game thi đấu này đã thuộc về đội tuyển Sài Gòn Phantom ở ngay phút thi đấu thứ 5. Và chúng ta cũng tranh thủ lấy đi một phần tài nguyên rừng của bên phía đối phương. Rõ ràng việc đội tuyển Việt Nam cũng đang khởi động khá chậm rãi, nhưng trong đội Việt Nam có những người đột biến được đạn thần quang trúng vào người của Red, nhưng nhanh chóng có giải đến từ Khoa. Và qua đó thì Malaysia cũng không thể làm được gì nhiều hơn. Malaysia đang làm một bài đánh mà có lẽ là bản sắc của Việt Nam, đó là bài đánh kết hợp giữa keo lửa của Rosie, bão từ trường của Lorion và đó là cả thần quang trong tay của Gen Sao nữa. Nhưng có lẽ Việt Nam đã quá hiểu cái lối đánh này rồi, và có lẽ là các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã có những sự cẩn thận nhất định để có thể để ý nhìn trước nhìn sau những tình huống đạn tấn quang ở bên phía đối phương để có những tình huống bọc lót cho nhau. Và vừa qua thì chúng ta thể thấy là Tachi đứng luôn luôn bên cạnh Hayate để đảm bảo rằng là người chơi xạ thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được giải ngay lập tức. UA băng vào, không cướp được con Cesar này. Không thể cướp đi được con Cesar đầu tiên mà Malaysia kiểm soát được ở trong ván thi đấu đầu tiên. Người đi rừng XF của họ vẫn đang biết cách để khiến cho thế trận của Malaysia vẫn còn có thể hy vọng được. Tuy nhiên thì đây là một tình huống ép vào cái trụ 2 ở khu vực cánh dưới của đội tuyển Việt Nam. Tốc biến lên và hất tung bão từ trường chính xác. Sau đó là đạn thần quang phối hợp rất tốt đến từ những người Malaysia. Họ có 4 người ở đây, chúng ta chỉ có 3. Đội tuyển Việt Nam vừa đánh vừa lùi và chúng ta lùi thành công, tiến thêm một nhịp nữa đến từ Lorion của đối phương. Tốc biến lên, nhưng đó là một tình huống tốc biến không có được sự kết hợp của Bo Tắc và những người đồng đội. Đó vẫn là sự nguy hiểm của đạn thần quang. Đạn thần quang từ đâu tới và khiến cho Red gần như không thể tham gia giao tranh. Bão từ trường được nhồi rất nhanh từ LCC2 và chúng ta mất đi lợi thế của đường dưới này. Rõ ràng là đạn thần quang vẫn là một trong số những chiêu thức khá nguy hiểm. Một đạn thần quang vu vơ thôi hoàn toàn có thể khiến cho các thành viên phía đội tuyển Việt Nam lạc nhịp cho tùng ép trụ ở khu vực đường dưới bạn ấy. Và bây giờ thì Malaysia có lợi thế ở đường trên rồi. Yiwei đánh kèo thua ở khu vực tuyến trên này, cố gắng thổi băng để dọn xe lính này, nhưng sẽ áp lực là quá lớn. Băng vào tới bên hông, mất đi cầu băng sơn trong tay của Yiwei. Yiwei tốc biến bỏ đi, long toái băng vào. Việt Nam muốn phản công ở lại trên đây. Khoa đang đeo bàn tay đối phương, Bo Tắc bị dính đeo bởi đó là long toái chưa đủ sát thương. Xem băng vào lùa trong bụi này và khiến cho Yiwei chưa phải nằm xuống, vẫn còn một lượng sắt, một lượng chống chịu vừa đủ để cho Yiwei có thể lui được về thành công. Và qua đó chúng ta phòng ngự được thành công cái trụ đầu tiên khu vực tuyến trên. Một pha xử lý đầy tinh quái của người đi rừng bên phía đội tuyển Malaysia khi quay ngược trở lại thêm một nhịp nữa và thiếu chút nữa thì Yiwei đã phải lên bảng điểm số. Nhưng FMVP của đấu trường danh vọng thì vẫn có được một sự vững chãi và với một chấm máu thấp thì Superman vẫn an toàn. Fizz thêm một lần nữa ẩn nấp ở trong một cái bụi và lần này thì mục tiêu đang là người chơi xạ thủ bên phía đối phương, đó là Gen Sao. Tuy nhiên thì người cầm Lavi ở trong đội hình của Malaysia vẫn đang thi đấu một cách đầy tỉnh táo ở trong game thi đấu này. Đây không phải lần đầu tiên mà Fizz làm những tình huống bắt lẻ đối phương như thế này, nhưng lần này thì Gen Sao đã để cho mình cái khiên phản tốc từ rất lâu và không sử dụng. Anh ta đã phải hứng chịu một nửa lượng máu bị mất đi với đơn giản là một tình huống bướm ảo. Rất đáng tiếc là đối phương có khiên phản tốc nên đã phần nào chống đỡ được một lượng sát thương đến từ mưa sa băng của Fish, và qua đó thì Gen Sao đã cho thấy sự cẩn thận. Ngày hôm qua thì Fish cũng đã có những tình huống rình bắt trong cái bụi đó, và có lẽ Malaysia đã có thời gian để nghiên cứu về đội tuyển Việt Nam. Nhưng những miếng đánh bất ngờ của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đang khiến cho Malaysia chưa bị nao núng đi quá nhiều.
Liên Quân Mobile của Malaysia đã thực sự tiến bộ so với những giải đấu quốc tế gần nhất mà họ tham dự, với những gì mà họ đang thể hiện ở tại kỳ SEA Games 31 lần này. Nhưng thêm một lần nữa thì chúng ta thấy là cú bão lá của Fizz lại chính xác rồi. Nhưng anh đẩy LYL không cho Yena tiếp cận vào người chơi đồng đội của mình. Và đó là điểm bàn cục thứ 3 mà đội tuyển quốc gia Việt Nam có được ở trong ván thi đấu đầu tiên. Một cú bão từ trường rất tốt đến từ người đi đường giữa của đội tuyển Malaysia, và con xe giặt thứ 2 thuộc về Malaysia. Anh chắc đây không trả lời đúng là như vậy. Tiếp tục là keo lửa, kéo lại một người lấy đi quả cầu băng xương, và Red cũng đã phải nằm xuống rồi. 3-4 không thuận lợi một chút nào, và đó là điểm bàn cục thứ 2 mà Malaysia lấy được sau con xe giặt vừa rồi. Nhưng thất thế không nhỏ của Liên Quân Mobile Việt Nam. XM muốn tìm Fizz nhưng Fizz trả sát thương là cực kỳ đánh đá, như quay đẩy một nhịp nhưng chưa thể tìm thấy góc để có thể đuổi được người đi rừng bên phía đối phương. Trong khi đó thì cái trụ ở cánh trên lại bị mất rồi. Một tình huống tấn công quá 5-5 thua từ bên phía của đội tuyển Việt Nam. Bằng đã băng vào cao quá tự tin, và Red cũng đã tin tưởng vào pha băng vào đoạn mây xích đến từ Bằng. Với cú bão phi tiêu của mình, đối phương có cầu băng sơ trên người đạn thần quang đã được kích hoạt ra tại đây. Malaysia bỗng nhiên quay trở lại và thậm chí có lợi thế về mặt lượng tiền. Bão từ trường đã có mặt, nhưng bão từ trường thì LCC Chu ban đầu không quá nguy hiểm, chỉ trừ khi là có những tình huống đạn thần quang chính xác từ Gen Sao thì LCC Chu mới có thể dồn thêm bão từ trường để dứt điểm chúng ta mà thôi. Còn bình thường những cú đạn từ trường đến từ người chơi đường giữa này không quá đột biến, nhưng vẫn có trụ. Rõ ràng lối đánh của bên phía đội tuyển Malaysia với những chất tướng mạnh như Kira, như Lorion là thực sự áp đảo cho tuyển Việt Nam. Và để xem ra liệu bản lĩnh của tuyển Việt Nam có thể chống đỡ được những tình huống tấn công liên tiếp từ Malaysia hay không. Đây, họ đã tiến bộ qua từng ngày thi đấu một, và rõ ràng là sự được cọ sát với cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày thi đấu hôm qua đã giúp cho Malaysia có một đêm không ngủ. Tôi tin chắc là như vậy vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay có phần nào đó họ cũng đã có những sự tự tin nhất định trên pha tấn công từ bên phía của đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sự bất ngờ lớn nhất mà Malaysia có thể đem đến cho chúng ta đó là việc mà họ đã bị dẫn trước về mặt lượng tiền so với đội tuyển Việt Nam, nhưng đã có những thời điểm mà họ cân bằng và thậm chí là quay ngược lại dẫn trước đội tuyển Việt Nam. Dù chỉ là một vài trăm tiền nho nhỏ thôi, nhưng về mặt thế trận thì đó là điều mà không phải là nhiều đội tuyển có thể làm được trước đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam của chúng ta ở thời điểm này. Và đặc biệt đó còn là những thành viên đang thi đấu cho màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Đó là một thế trận không phải lần đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua một thế trận như thế này. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua rất nhiều thế trận còn ngặt nghèo hơn, mất 3 đường xuống cấp vẫn có thể lật được kèo. Vì vậy mà chỉ một vài gian trụ ngoài thì Malaysia cũng chưa đủ tự tin để có thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên một tầm cao mới, bởi đối thủ của họ là hạt giống số 1 của Việt Nam. Vì vậy thì Malaysia đánh chậm mà chắc mà thôi, nhưng mà chậm mãi như thế này. Và bên phía đội tuyển Việt Nam có những người có thể đột biến được, như là Fish, như là Red, như là Khoa, thì mọi thứ hoàn toàn chưa chắc đã là lợi thế hoàn toàn cho đội tuyển Malaysia. Đạn thần quang được bắn ra có lẽ để kiểm tra đến từ vị trí của đó là Lavi trong tay Gen Sao mà thôi. Malaysia lại kéo con rồng sáng ra một lần nữa. Chúng ta đang đến giai đoạn giữa trận đấu rồi, khoảng thời điểm mà những chất tướng bên phía đội tuyển Malaysia cũng đang có được khoảng thời điểm khá cực thịnh về mặt sức mạnh, đặc biệt là cô bài Kira trong tay của XF, người đang thi đấu rất hiệu quả và là key player của đội tuyển Malaysia. Hayate của Red lựa chọn cho mình diệt thần cung ở món trang bị thứ hai sau cái kiếm Fafnir, và đó sẽ là hai món trang bị đem lại rất nhiều những tốc độ đánh dành cho Hayate. Tuy nhiên thì với việc không lựa chọn lên cho mình dìu Hyoga từ khá sớm thì những tình huống đụng độ của Hayate với những vị tướng đấu sĩ của bên phía đối phương sẽ chưa thể có được hiệu ứng làm chậm. Và qua đó thì Hayate của Red đã phải nằm xuống 2 lần ở trong ván thi đấu này mà chưa có được một điểm hạ gục nào. Đây là con rồng đầu tiên mà đội tuyển Malaysia có thể kiểm soát được, và nó cho thấy rằng là về mặt thế trận họ đang lấy được thế chủ động sau khi lấy đi được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa cực kỳ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã không thành công ở những tình huống đánh thẳng vào cánh của Gen Sao để khiến cho Gen Sao bị suy yếu. Và những tình huống thận trọng đến từ người chơi Lavi của bên phía đội tuyển Malaysia đã phần nào đó giúp cho bên phía đội tuyển Malaysia có thể giữ được nhịp độ trận đấu, không bị lăn cầu tuyết quá nhanh bởi đội tuyển Việt Nam. Và những khi những cái cánh rồng của bên phía đội tuyển Việt Nam không thể nào gây sức ép được lên vị trí của Gen Sao thì nghiễm nhiên là Malaysia có thêm thời gian để câu cho những người chơi theo kiểu dạng độc lập tác chiến, như XF có thể đi farm ở cánh còn lại và đẩy lẻ, và Kira một trong số những quân bài độc lập tác chiến cũng rất mạnh của đội hình bên phía đội tuyển Malaysia. Rõ ràng là ở thế trận như thế này vẫn là một thế trận cân mà thôi, khi mà lượng tiền đội tuyển Việt Nam là không phải là thua thiệt quá nhiều so với cả đội tuyển Malaysia, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với cả Malaysia. Nhưng mà tuy nhiên việc cân tiền như thế này là rất mạo hiểm. Nếu có một tình huống giao tranh nữa mà Malaysia tiếp tục thì chiến thắng giao tranh thì đấy sẽ là bất lợi rất lớn cho bên phía đội tuyển Việt Nam, khi mà chỉ còn 3 phút nữa thôi thì con xe bạo chúa sẽ ra và khoảng thời điểm late game sẽ bắt đầu. Cả hai đội tuyển đều đang đồng ý với một thế trận cò quay, nơi mà cả hai bên có phần là đóng băng lại những thế lính. Đội tuyển Sài Gòn Phantom là đại diện cho Liên Quân Mobile Việt Nam ở kỳ SEA Games 31 lần này. Họ được biết đến với một lối chơi áp đảo và vũ bão. Tuy nhiên thì ở trong giai đoạn gần đây, khi cần ở đánh ở trong thế phòng ngự phản công như thế này thì đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam của chúng ta cũng làm rất tốt. Đội tuyển Việt Nam đã có những tình thế ngặt nghèo hơn như thế này rất nhiều. Nhưng mà tạm thời ở thời điểm này, với việc chúng ta không có được tầm nhìn quá tốt thì thông tin về con xe ra này đã dành cho Malaysia rồi. Yue muốn giao tranh, đá tứ huyệt chạm rất tốt, ngăn chặn tiếng bóc đầu từ Yue. Một tình huống làm tốt từ Yena cho thành LOL. Cú đẩy từ Yue kéo được một người đẩy đá hai người. LCC Chu bị hủy diệt rồi.
người chơi giữa Malaysia bị nằm xuống, Khoa băng vào lông toái. Bên phía đội Malaysia bất tốc biến trở về Botak. Botak đang bị đẩy bởi Yu Anh thêm một lần nữa. Botak bị cô lập và hai điểm hạ gục dành cho đội tuyển Việt Nam. Khi nào cần thì Yiwei có, và khi nào khó thì đã có Yiwei. 2 điểm hạ gục dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam. Và chúng ta đang tràn về khu vực đường dưới nơi có một tên lính. Và với lợi thế hơn hai người thì hãy chờ xem, hãy chờ xem là Việt Nam sẽ làm gì Malaysia ở trong tình huống này. Họ đã muốn tấn công và có thể mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng luôn. Khi mà Yena bây giờ mới đang biến về, liệu quyết định của đội tuyển Việt Nam có là thắng luôn hay không đây? Đội tuyển Việt Nam băng vào, Khoa băng vào rồi, Finn cũng băng vào, bất tốc biến rồi, Finn băng lấy đi bảo Isep. Có lẽ là đội tuyển Malaysia sẽ không thể gây được bất ngờ chưa tuyển Việt Nam nữa rồi. Và đó chưa có chiến thắng gen sao bị đẩy bởi đó là Yiwei. Các thành viên Việt Nam lấy đi mạng của một người chơi nữa, và đó là Quetzer. 4/5 thành viên Botak đã ra, lượng máu của Việt Nam không còn là quá nhiều nữa. Còn Red, còn Fish tại đây, còn Băng Xe Lính đang tiến vào, và có lẽ là Botak đang dùng keo lửa để dọn tên lính này, nhưng có lẽ là chưa thể nào có được chiến thắng. Không, chúng ta sẽ có được chiến thắng, quét sạch đối phương, hết sạch người bên phía đội tuyển Malaysia rồi. 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Những giọt máu cuối cùng, và nó thể hiện được sự đẳng cấp của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Một ván đấu mà Malaysia cũng rất đáng khen ngợi với một thế trận mà họ đã lội ngược dòng sau khi để Việt Nam có được những ưu thế ở trong những phút mở đầu. Nhưng bằng sự kinh nghiệm, bằng sự đẳng cấp và bằng kỹ năng cao của các thành viên bên phía đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam thì chúng ta đã xử lý được 1-0 ở trong kèo đấu BO5 này. Yiwei phải nói thật là vẫn là một trong số những người chơi đường tà thần Zeta xuất sắc nhất mà Việt Nam đang có ở khoảng thời điểm hiện tại. Anh ta chính là người đã giải quyết được một bài toán khi mà chúng ta tưởng chừng như đang không có một cơ hội nào để ép ra tranh đối phương cả, thì Yiwei đã tới. Và thực sự phải cần Yiwei, Yiwei phải dám lao vào đến như vậy thì đội tuyển Việt Nam mới làm được nhiều tiền đề như vậy. Một lời khen dành cho cá nhân của Yiwei và toàn thể đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi chúng ta đã dẫn trước đối phương với tỷ số là 1-0. Người đi đường tà thần sẽ ra của Liên Quân Mobile Việt Nam đang trở thành một ngôi sao rất sáng ở bất kỳ một giải đấu nào mà anh ấy tham dự, với một kỹ năng thượng thừa, một tâm lý thi đấu đầy bản lĩnh dù tuổi đời còn rất trẻ. Và ở trong game thi đấu vừa rồi thì thêm một lần nữa thì Superman của Yiwei đúng thật là siêu nhân. Một Superman quá hoàn thiện, một tâm lý thi đấu quá vững vàng và xứng đáng là người chơi xuất sắc nhất trận chung kết của giải đấu quốc nội đến từ Yiwei. Một trận thi đấu mà chúng ta đã rơi vào thế bị đóng băng, nhưng cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam vẫn giải quyết được bài toán đó thành công và không gây được bất ngờ nào đến từ Malaysia cả. 1-0. Và chỉ còn tối đa, nếu như Việt Nam làm tốt trong hai ván thi đấu nữa thì chúng ta sẽ tiến tới trận thi đấu gặp đội tuyển Thái Lan, sẽ tiết kiệm được thêm rất nhiều sức lực. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là ván đấu đầu tiên mà thôi, và Malaysia đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải dè chừng đội tuyển Malaysia, họ cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và họ cũng đã tiến bộ qua từng ngày thi đấu một tại SEA Games. Nhưng cũng giống như ở trong bóng đá, khi một đội tuyển ở cửa trên gặp một đội tuyển ở cửa dưới thì bàn thắng mở tỷ số luôn luôn là một bàn thắng có được một đóng góp rất lớn về mặt tinh thần để giúp cho đội tuyển ở cửa trên có thể thoải mái hơn và có thể phô diễn được đầy đủ những kỹ năng và phẩm chất tốt nhất của họ. Thì ván thắng đầu tiên ở trong một trận đấu liên quân cũng có ý nghĩa là tương tự như vậy. Có thể là Sài Gòn Phantom vẫn còn chưa nóng tay ở trong ngày hôm nay sau một ván thua ở trong loạt tie break với đội tuyển Thái Lan ở buổi sáng. Có thể là những sự bất ngờ thú vị mà Malaysia đem lại trong khoảng giai đoạn giữa game của ván thi đấu đầu tiên khiến cho họ gặp bất ngờ. Nhưng cuối cùng với sự bình tĩnh và đẳng cấp thì họ vẫn làm chủ được tình hình. Và thêm một lần nữa thì Fish lại là người giành được danh hiệu MVP trong đội hình của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Rất xứng đáng, vẫn là một trong số những tay săn danh hiệu cá nhân, kể cả trong giải đấu quốc nội lẫn tại SEA Games 31. Lại một lần nữa gọi tên Fish, người có được nhiều danh hiệu MVP nhất kể từ nửa đầu năm đến tận thời điểm này. Chưa ai thể xô đổ được anh ta ở khoảng thời điểm này cả. Kỷ lục gia của những danh hiệu cá nhân gọi tên Fish cho ván thi đấu này với quân bài Chrissy khả năng giữ vị trí rất tốt và không phải nằm xuống một điểm hạ gục nào. 1-0 dành cho bên phía của đội tuyển Việt Nam, và rõ ràng là bên phía của đội tuyển Việt Nam cũng đã có một sự khởi động hài lòng. Chúng ta cùng nhau tổng kết lại thông số của ván thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Các thành viên bên phía đội tuyển Malaysia cũng đã rất cố gắng rồi, đặc biệt là vị trí của người chơi XF. Những bay là Lorion trong tay của LCC Chu, với cái cách mà anh ta trình diễn bão từ trường nó không quá hiệu quả. Bên phía đội tuyển Malaysia cũng đánh theo kiểu dạng là khá chậm mà chắc, và Gen Sao cũng đánh bớt mất đi cái điểm hạ gục của mình so với ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng là việc sử dụng một con bài pháp sư đóng vai trò gánh mạnh như vậy nhưng LCC Chu chơi một cách tương đối thiếu hiệu quả thì nó cũng bị lãng phí cái phi tướng này khá nhiều.
Một phần là cũng là vì anh ấy phải đối đầu với một QC của Fizz quá xuất sắc. Còn với lối lên trang bị của 2 AT nằm trong tay của Red thì chúng ta thấy rằng là nó có một chút mạo hiểm khi Red nằm xuống hai tình huống đầu tiên, hai điểm hạ gục đầu tiên. Nhưng sau đó thì khi đã hoàn thành xong cho mình diệt thần cung thì Red cũng là một trong số những nhân tố chính để giúp cho pha giao tranh cuối cùng đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam của chúng ta có thể chơi được rất lâu và qua đó giành chiến thắng luôn ở trong trận đấu này để có thể mở tỷ số và bây giờ thì thoải mái tâm lý để hướng về những ván thi đấu tiếp theo. Trong trận bóng đá nam giữa đội tuyển quốc gia Malaysia và Việt Nam thì hai đội tuyển cũng gặp nhau tại vòng bán kết. Và kết quả như thế nào chúng ta đều đã biết rồi. Đội tuyển Việt Nam đã đi vào trận chung kết và gặp lại Thái Lan. Bối cảnh cũng khá giống. Khoảng thời điểm hiện tại khi đây cũng là cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển quốc gia Malaysia và chúng ta cũng đang dẫn trước đối phương với tỷ số là 1-0. Ngày hôm nay thì đội tuyển nào thua trận đấu này cũng sẽ chưa phải rời giải ngay và họ sẽ đợi cho trận tranh huy chương đồng diễn ra vào sớm ngày mai. Và hãy cùng nhau đến ngay với cấm chọn của ván thi đấu thứ hai giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Ở trong ván thi đấu này thì Malaysia họ lựa chọn ở bên phía phân sân màu đỏ và Việt Nam của chúng ta sẽ là đội tuyển cấm trước và chọn trước. QC đang là vị tướng được hướng đến để cấm đi đầu tiên. Sau khi sử dụng QC một cách hết sức thành công thì Fizz cấm vị tướng này không cho LCC2 của bên phía Malaysia có cơ hội để sở hữu. Bên phía của đội tuyển Việt Nam cũng rất chắc trong những lần cấm chọn của mình. Chúng ta hạn chế cho đối phương những quân bài mạnh trong meta, những quân bài có khả năng gánh tốt và nhiều sát thương dễ chơi đều bị Việt Nam cấm đi. Ván đấu thứ nhất cũng là như vậy, ván thi đấu hiện tại cũng là như vậy. Để xem Malaysia có cấm đi Aya như thường lệ không. Thường thì có lẽ là Aya và Omen sẽ là hai sự lựa chọn lượt cấm khả dĩ nhất của bên phía đội tuyển Malaysia ở trong giai đoạn cấm chọn đầu tiên. Và không quá bất ngờ với lượt cấm này đến từ những thành viên trú ổ của bên phía đội tuyển quốc gia Malaysia. Với ván đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua trong bối cảnh thả ra Aya thì tôi tin rằng là những quyết định thả ra Aya của đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên thận trọng hơn tại SEA Games 31 lần này. Có thể là ở trong những trận đấu BO7 chẳng hạn như là trận chung kết thì chúng ta có thể tiếp tục làm điều đó thêm một lần nữa. Nhưng ở trong những trận đấu mà không nên có sự xuất hiện của những mạo hiểm và những sơ hở như thế này thì việc Aya xuất hiện có lẽ cũng sẽ là tương đối hiếm đây. Sau Aya thì Lorion là vị tướng tiếp theo mà Malaysia cấm đi. Họ cũng cấm đi vị tướng mình đã sử dụng ở khu vực đứng giữa giống đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm qua trong trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Việt Nam Malaysia thì Malaysia đã cấm đi 3 vị tướng đường giữa trong 4 sự lựa chọn lượt cấm của họ. Họ cấm và phong tỏa vào vị trí của Fish. Rõ ràng là với việc có danh hiệu MVP cá nhân vừa qua thì cái việc mà họ dè chừng vào Fish cũng là điều tương đối dễ hiểu. Một trong số những người chơi đường giữa giữ vị trí quá tốt và những góc đứng rình đến từ Fish cũng là quá nguy hiểm với quân bài Chrissy. Đấy là còn Malaysia còn đã rút kinh nghiệm khi mà Gen Sao đã đứng rất sâu dưới trụ với những cái tình huống đứng bụi thương hiệu rồi. Nhả bão lá, nhả cho mình tốc biến, bão lá hất tung đối phương lên và dứt điểm đối phương chỉ với một combo. Malaysia sẽ có được quân bài Frontino. Đây vừa là một sự lựa chọn mạnh dành cho LAL những ngày hôm qua, ta phun hoa không quá hay. Và cái thứ hai nữa đây là một lượt cấm gián tiếp thẳng vào Yiwei của bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam với những gì anh đã làm được với quầy Superman ở trong bàn đấu đầu tiên. Khi đã để hở ra Omen dành cho đội tuyển Việt Nam lấy ở trong vị trí đầu tiên thì việc tự tin lấy vào Frontino nó cũng cho thấy một tâm lý khá thoải mái của đội tuyển Malaysia ở trong trận đấu bán kết nhánh dưới này. Và kết hợp cùng với Florentino thì sẽ là một vị tướng có thiên đường tấn công nữa. Và đó có thể là Badum. Như vậy là Malaysia sẽ tính rằng là nếu như Omen của chúng ta là nằm trong tay của Yiwei thì sẽ phải đối đầu với Florentino. Còn nếu như là Omen trợ thủ nằm trong tay của Khoa thì sẽ phải đối đầu với Badum của Botak ở trong ván thi đấu này. Một sự lựa chọn là khá ổn dành cho phía đội tuyển Malaysia trong hai lượt đầu tiên, với việc có cho mình một vị tướng đột biến là một bài Florentino. Vị tướng mang tính chất tấn công và bảo kê rất tốt là Badum. Việt Nam chắc vẫn nhá hàng vào quân bài Azenka mà thôi. Một nhá hàng như là một liều thuốc tinh thần, chứ có lẽ là họ sẽ không lựa chọn vào quân bài Pháp Sư 5-5 thua này. Những gì Việt Nam hướng tới thì có lẽ chắc chắn sẽ là quân bài thương hiệu dành cho Bâng. Bâng đã nóng máy, Bâng đã nóng máy với quân bài Elandor. Và nếu như khóa vai Elandor thực sự là đội hình chúng ta sẽ có một khả năng bào mục tiêu lớn, bào công trình lớn với tốc độ rất là cao. Khi mà cả Joker và Elandor đều là một bài đánh khá cơ bản nhưng có tốc độ lấy trụ dàn ngoài cực kỳ khủng khiếp nếu như nắm lợi thế. Và đó là một sự lựa chọn đến từ phía Việt Nam rồi. Bâng với Elandor. Với bộ đôi xạ thủ được khóa vào ở trong cùng một lượt của đội tuyển Việt Nam thì nó cho thấy rõ ý đồ muốn đánh nhanh thắng nhanh của Liên Quân Mobile Việt Nam ở trong ván thi đấu thứ hai, khi mà cả Joker lẫn Elandor đều là những vị tướng sở hữu sức mạnh rất lớn ở trong giai đoạn đầu và giữa của trận đấu. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Malaysia thì họ đang hướng về Iggy, một vị tướng cũng là đủ mạnh và có sải tay rất dài, cũng có thể xem như là một phương án đối đầu và đối phó khá hiệu quả với hai xạ thủ mà chúng ta đã có ở trong hai sự lựa chọn trước đó. Malaysia có vẻ như họ vẫn sẽ lấy những gì tinh hoa nhất. Họ không suy nghĩ lấy ngắn nuôi dài mà họ sẽ tập trung vào để có thể lấy được những vị tướng mạnh nhất có thể.
ngăn không cho đối phương có những quân bài có khả năng dồn thực sự mạnh. Và rõ ràng nếu có thêm cái Eki nữa dành cho Fish nữa thì nhiều khả năng bên phía đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái đội hình cấu rỉa máu rất khủng khiếp vào thẳng trong trụ của Zensao, liên tục là câu vào trụ của Zensao và khiến cho người chơi này cực kỳ khó chơi. Và vì vậy mà bên phía đội tuyển Malaysia phải lấy thêm cái Eki nữa. Lượt cấm thứ ba vẫn là cấm vào vị trí của Fish. Tỷ lệ thắng của Eki đang rất lớn, 83,3% tỷ lệ thắng đến từ quân bài này. Và đây là một sự lựa chọn cực kỳ thăng hoa dành cho bên phía của Malaysia. Lượt cấm tiếp theo là lượt cấm hẳn vào vị trí của Fish Liliana. Và đối với đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam của chúng ta thì theo Anas, thêm một vị tướng tay dài nữa là vị tướng mà chúng ta muốn cấm đi để Gen Chao phía bên kia không thể sử dụng vị tướng này. Mặc dù trong những lần cấm theo Anas thì Gen Chao thi đấu cũng không phải là quá tốt, tuy nhiên thì theo Anas kết hợp cùng với Bandum và kết hợp thêm cả với Iggy nữa cũng sẽ là ba vị tướng có thể đem đến một khu vực đường dưới đầy mạnh mẽ dành cho đội tuyển Malaysia. Trong xu hướng cấm chọn của đội tuyển Malaysia thì mặc dù họ là đội tuyển có vị thế ở cửa dưới nhưng họ lại vẫn cấm chọn những đội hình thi đấu cực kỳ sòng phẳng với bên phía đối phương. Chẳng hạn như ở trong ván thi đấu này, khi thấy đội tuyển Việt Nam của chúng ta lấy một đội hình có khả năng thi đấu từ rất sớm thì thay vì lựa chọn một đội hình đánh phòng ngự phản công thì Malaysia lại đang lựa chọn một đội hình để có thể chơi solo khô máu và lấy cứng đối với chúng ta ở trong game thi đấu này. Và rõ ràng là chúng ta cũng đang chưa để lộ ra vị trí đường giữa trong tay của Fish nữa, nên việc họ cấm đi những vị tướng đường giữa là một điều hoàn toàn khả dĩ. Dĩ nhiên là Fish sẽ còn nhiều quân bài. Drac cũng là một sự lựa chọn khá ổn ở thời điểm này dành cho vị trí của Fish. Một chiến thuật ép trụ rất mạnh khi mà chúng ta đã có hai quân bài khả năng bao mục tiêu lớn cực kỳ cao, đó là Elandor và đó là cả Joker rồi. Nhìn chung thì việc mà Fish mất đi những vị tướng đường giữa không phải là vấn đề quá lớn ở thời điểm này. Nếu như muốn khô máu hơn, chúng ta hoàn toàn có thể lấy cho mình Wonder Woman đường giữa để tập trung ép giao tranh, lấy một đường đánh khỏe ngay từ đầu cho bên phía đội tuyển Việt Nam luôn. Và có quá nhiều những thứ để cho đội tuyển Việt Nam có thể toan tính được. Nhưng tất nhiên việc mất đi những vị tướng pháp sư để có thể gánh team dành cho Fish cũng là bất lợi rất lớn. Malaysia hoàn toàn muốn bao đi toàn bộ bể tướng đường giữa của Fish khi mà họ còn có thêm một vị tướng Tulen ở vị trí đi rừng. Và đây sẽ một đội hình có sát thương nòng cốt là sát thương phép thuật ở đoạn đầu trận đấu. Cả Tulen và cái Iggy nếu đánh trong thế thắng đánh rất dễ. Và đây là một thế trận mà có lẽ sẽ bị Malaysia sẽ quyết tâm giao tranh tổng lực với cả bên phía đội tuyển Việt Nam. Grass dành cho Fish ở trong ván thi đấu này. Và Grass dành cho Khoa sẽ là vị tướng sẽ đem lại rất nhiều những sự phấn khích dành cho các khán giả đang có mặt ở trung tâm hội nghị quốc gia ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Lumbua sẽ là một phương án an toàn hơn. Nhưng có vẻ như là những tràng vỗ tay đang tiếp thêm sự tự tin để Khoa khóa vào vị tướng Grass ở trong ván thi đấu thứ hai này. Grass, nếu như là Grass thì thực sự đó sẽ một bất ngờ rất lớn mà đội tuyển Việt. Wow! Vira và Grass à? Nó sẽ là một lối chơi thật sự tổng lực mà Việt Nam muốn mang đến ở trong ván thi đấu thứ hai để đối đầu với Malaysia và đã khóa rồi. Wow, một sự phấn khích rất lớn với hai sự lựa chọn này. Một sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng đánh xếp hạng ở đầu trận đấu, cái cặp mà Vira và Grack đánh thực sự dã man. Nhưng ở trong ván thi đấu này thì Grack và Vira một sự lựa chọn rất hiệu quả. Nên nhớ rằng nếu như Grack và Vira dồn một chiêu thức ra mà không thể dồn được khiến cho đối phương phải nằm xuống thì chúng ta sẽ không có khả năng tái giao tranh. Bởi Vira và Grack chỉ làm combo dồn tại một thời điểm mà thôi. Khi hết chiêu thì không thể nào thoát ra được. Nhưng ở tuyến sau chúng ta vẫn còn một Omen cho Yiwei, vẫn còn một Elandor, vẫn còn một Joker nữa. Đây là một sự lựa chọn hết sức bất ngờ từ đội tuyển Việt Nam. Nhưng có quyền để tự tin bởi vì ngày hôm qua thì Fish đã chơi Vira tại vòng bảng của SEA Games rồi. Bên phía tuyển Malaysia sẽ hướng tới sự lựa chọn cuối cùng. Và ở khoảng thời điểm này họ còn thiếu đi vị trí xạ thủ chủ lực cho Zensao. Liệu có lấy đi Slim không không? Đó sẽ là Thorn dành cho Zensao. Thon dành cho Gen Chao đã được khóa lại rất nhanh và công bằng mà nói thì phải dành những lời ngợi khen rất lớn dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia. Những phần cấm chọn của Malaysia tại giải đấu lần này là rất hay. Ở trong ván thi đấu này thì họ đã cấm khóa triệt để vào những vị tướng nằm trong meta của Fizz với việc cấm đi hai vị tướng là Liliana và Yue ở trong giai đoạn 2, sau đó lựa chọn luôn Tulen là một vị tướng đi rừng. Để đối đầu với Iggy hiệu quả thì Tulen và Rat sẽ là những vị pháp sư theo kiểu tiếp cận và khiến cho sải tay dài của Iggy không thể hoạt động được hết công suất. Nhưng khi đã là Vera thì Việt Nam của chúng ta có lối đi riêng, đó sẽ là một lối đi đầy hoa mỹ ở trong ván thi đấu này với những tình huống bắt lẻ đơn mục tiêu, với khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu là cực kỳ nhanh nhạy. Việt Nam chúng ta có thừa sát thương nhưng đội hình bên phía đội tuyển Việt Nam lại có thời gian sử dụng không phải là quá an toàn. Ở giai đoạn giữa trận đấu đổ đi thì có lẽ sức mạnh sẽ bị suy giảm đi phần nào, nhưng nếu chúng ta đánh một cường độ nhịp độ cao đúng với phong cách thường ngày của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì đội hình này lại là một đội hình tương đối hủy diệt, một đội hình rất phù hợp với lối đánh lăn cầu tuyết và chèn ép đối phương đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với việc có thêm cả Vira nữa, rõ ràng đây là những ánh mắt đăm chiêu đến từ vị trí các thành viên đội tuyển Malaysia. Họ cũng đã có một màn cấm chọn mà tôi nghĩ rằng là không tệ. Họ đã cấm chọn rất tốt, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Malaysia đã am hiểu rất nhiều và có những sự nghiên cứu với các đối thủ của đội tuyển Malaysia. Và cùng nhau đến ngay
với ván đấu thứ hai giữa đội tuyển quốc gia Malaysia và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ của vòng bán kết nhánh tour SEA Games 31 bộ môn Liên Quân Mobile. Với những bước di chuyển như thế này, đi cả 5 người thì liệu đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ lựa chọn phần rừng bùa nào của bên phía Malaysia để sang cướp đây? Có vẻ như là sẽ là bùa xanh. Bùa xanh đang chỉ có một mình Gen Shao chấn giữ ở thời điểm này, và Khoa đang có ý định kéo con bùa xanh này về để dồn sát thương vào đến từ 4 người, nhưng chưa đủ sát thương, vẫn mất thêm một vài nhịp, nhưng đã có con bùa xanh được cướp đi một cách cực kỳ tinh quái đến từ đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam rồi. Và chúng ta thành công được phần nào rồi. Bên phía đội tuyển Malaysia muốn quay ngược trở lại để gây áp lực lên vị trí của Bằng. Bằng vẫn đang giữ cho mình được một vòng rừng tương đối an toàn. Lại bùa, Bằng quay trở lại luôn. Bằng gây bất ngờ, Red đến đùa sốc là chưa chính xác. Red vẫn đang bắn tay vào người Botak, bắn rất đau và khiến cho Botak buộc phải lui về tốc biên dẫn bắn từ vị trí của đó là Red với cú đùa sốc của mình. Thiếu một chút sát thương và may mắn nữa để đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam có được điểm chiến công đầu ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Nhưng cũng đã là những lợi thế khi mà chúng ta có được một con bùa xanh trong phần rừng đầu tiên của Tulen. Rõ ràng thiếu vắng đi con bùa xanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người đi rừng XF ở trong ván thi đấu này. Đặc biệt là đấy là một vị tướng cần năng lượng để có thể di chuyển rộng khắp trên bản đồ Tulen, và vị tướng rất cần năng lượng. Còn Bông thì lãi được hai con bùa xanh và nó sẽ giúp cho khả năng lăn cầu tuyết và sự chênh lệch giữa hai người trên đi rừng tỏ ra cách biệt đáng kể hơn rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam đang có những sự tự tin cho những bước di chuyển đầu tiên của mình. Đây là một ván thi đấu mang tính chất bản lề, và vì vậy thì Malaysia cũng đang gặp áp lực rất lớn trước việc mà phần rừng họ đang không thể giữ được an toàn dành cho người chơi Tulen bên phía đội tuyển Malaysia, đó là XF. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang đánh khá chậm thay vì là những tình huống tấn công ép áp lực cao. Bông đang đứng dình với LCC Chu tại đây, anh ta bắn vào LCC Chu, gắp bom cười. LCC Chu mất đi chuẩn bị đó, tốc biến rồi, còn thiếu một chút đam nữa thôi, một chút nữa thôi. Fish băng lên tốc biến và lấy được chiến công đầu của đó là LCC Chu, nhưng Fish cũng đã phải đổi mạng rồi. Anh ta dính phải sát thương từ Chu là hơi nhiều, không sao cả, vẫn có lợi thế ở con rồng ánh sáng này thuộc về cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn hơi thiếu thiếu một chút gì đó ở trong những pha dồn sát thương đầu tiên của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có được điểm hạ gục đầu tiên và cũng đã có được con rồng đầu tiên rất đúng nhịp rồi. Chỉ có điều là con bùa xanh thứ hai của đối phương thì không có đủ đà để có thể cướp tiếp đến từ hai xạ thủ là Bông và Red nữa mà thôi. Rõ ràng là chúng ta thấy những tình huống thể hiện kỹ năng cá nhân đến từ các thành viên Việt Nam từ đầu trận đến giờ là rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng tâm lý thi đấu của các thành viên Việt Nam đang là rất tốt. Họ đang liên tục uy áp đối phương bằng tâm lý thi đấu, bằng kỹ năng cá nhân để khiến cho Malaysia dè chừng hơn và cũng rụt rè hơn trong những tình huống phòng ngự hay những tình huống tấn công. Họ gần như không chủ động, kể cả khi mà có lợi thế họ cũng chỉ cố gắng đóng băng trận đấu thôi để có thể từ từ mà đi lên, chứ họ không có cách nào để có thể chủ động tấn công. Với cả bên phía của đội tuyển Việt Nam cả, Yiwei rất lực sát cực thẳng vào LCC Chu luôn. Anh ta chỉ sát thương ở Chu là hơi nhiều. Yiwei đang tấn công vào Phun Hoa, từ đó là LOL. Phun Hoa rất dẻo tới LOL, nhưng Yiwei thì khá khỏe với quả bom men này. Thêm quả hỏa bạo nữa, Yiwei vẫn sống sót được qua một tình huống tấn công. Còn đường dưới địa giáp đang có mặt rồi. Botak chỉ nhôn được một người, Botak bất tốc biến trên người. Fizz có rất nhiều sát thương, Gen Sao bắn choáng và khiến cho Fizz không thể nào lấy đi cái mạng của Botak. XF tới với cú lôi điểu và tấn công vào chiều qua, và Việt Nam cũng chưa thể có được điểm ống tiếp theo, nhưng tiếp tục có thế chủ động ở cánh đi đường đến từ các thành viên của Việt Nam. Ở phía trên mặc dù phải đối đầu với một kèo khó khi đối đầu với Florentino, nhưng Yiwei vẫn lên cấp 5 trước so với LYL phía bên kia. Và vừa rồi là một pha 1-2 thể hiện đầy đủ được những phẩm chất đặc biệt của FMVP tại giải đấu đấu trường danh vọng. Trong khi đó thì ở nửa dưới thì những tình huống kéo tiếp theo của Khoa vẫn đang chưa thể đem lại những hiệu quả như mong đợi. Và Malaysia thì họ cũng đã kiểm soát được con xe ra đầu tiên rồi. Người đi rừng XF vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ kiểm soát ở trong những game đấu của mình. Bên phía của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang không nhỉnh hơn đội tuyển Malaysia là quá nhiều. Nhưng mà cách mà chúng ta chủ động đánh chèn ép và muốn tấn công với đối phương đã cho thấy được sự tự tin rất lớn ở khoảng thời điểm hiện tại. Rõ ràng là ở khoảng thời điểm này Malaysia vẫn đã làm tốt. Thời điểm giữa game là khoảng thời điểm Malaysia kiểm soát thế trận tốt nhất. Quan trọng là những gì mà Việt Nam làm lên cánh của Gen Sao chưa đủ mạnh để có thể làm suy yếu đi thẳng cánh của Gen Sao. Bật ma súng lên, một tơn ma súng dọn được hết và tổ vô tất không bốc ngược được, đó là Khoa. Một cú kéo đến từ Khoa cũng không kéo trúng được LCC chủ. Bộ ba Thor, Nikki cùng với Bandum là một bộ ba phòng ngự ở dưới chân trụ như vậy là rất chất lượng và chưa thể có được những cái trụ thật sớm theo đúng với ý đồ của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Đánh rừng chúng ta vẫn đang cần phải khá thận trọng. Rõ ràng là sau những gì mà Malaysia đã thể hiện thì đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam cũng sẽ không có bất kỳ một sự chủ quan nào trước đối thủ này. Và chúng ta cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào những cú kéo của Khoa và những tình huống hôn gió của Fish. Đây là hai nòng cốt quan trọng trong việc gây đột biến tình huống giao tranh cho đội tuyển Malaysia, nhưng những cú kéo của Khoa đang chưa thực sự khiến cho đội tuyển Malaysia phải bận tâm ở khoảng thời điểm hiện tại. Tình huống combo Vera và Grug rất quan trọng ở giai đoạn đầu trận đấu đến giữa trận đấu. Nếu như kéo chúng liên tục, nếu như dồn được sát thương liên tục và lấy được càng nhiều điểm gục thì sẽ càng có lợi thế, nhưng Malaysia lại không bị bất ngờ với lối đánh này của bên phía đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ có được cái trận đấu đứng giữa trước bên phía Việt Nam,
khá bất ngờ khi Malaysia là đội tuyển lấy được cái trụ đường giữa trước chúng ta. Một pha di chuyển rất hay của đội tuyển Malaysia, họ bỏ lại trụ đường dưới để lấy cái trụ đường giữa là quan trọng hơn. Trong khi đó thì Yiwei một lần nữa là 1-2 ở khu vực cánh trên này, vẫn còn tốc biến, nhưng khi có thêm người đi rừng của bên phía đối phương thì Yiwei đã không thể 1-3 thành công. Nhưng dù sao thì tâm lý cũng đã hết và cái trụ này vẫn sẽ được đảm bảo dành cho đội tuyển Lincoln Mobile Việt Nam. Nhưng tình huống sử Sigma Quái của Khoa vẫn đang thiếu đi những độ chuẩn xác cần thiết để đem lại hiệu quả dành cho Lincoln Mobile Việt Nam. Tốc biến lên đến từ vị trí Office, nhưng đó là một quả cầu bằng xương khá hay đến từ Florentino, nhưng những nhịp Khoa thì không thể được tung ra đến từ LYL rồi. Khoa vẫn lùi về được, Bâng vẫn còn khỏe, nhưng khi mà bó tắc lên với con Bandum này thì đội tuyển Malaysia lại có lợi thế về quân số. Red đang bị bắt lại với cú tốc biến và tổ vô tất vừa rồi. Red quay ngược trở lại chơi, đổi mạng với người đi đứng giữa bên phía đối phương, đổi điểm hạ gục với người đi đường giữa LCC2, và đó là ba đều về điểm hạ gục dành cho cả Việt Nam lẫn Malaysia. Bồ Tắc đã có một tình huống rất nhạy cảm, Red lên để tiếp ứng cho các đồng đội của mình và anh ta bị dính cú tốc biến vật tổ vô tất, nhưng Red vẫn làm một điều rất quan trọng là lấy đi điểm hạ gục của LCC2, người chơi Iki, qua đó khiến cho những nỗ lực ép trụ ở tuyến trên đến từ Malaysia tỏ ra là không hiệu quả. Yiwei cũng đã chống chịu được rất lâu, và trong khoảng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cũng đang mải tấn công với Malaysia, tuyến trên Yiwei cũng đã đổi đường xuống dưới để có thể tiếp tục đẩy lính. Và rõ ràng Yiwei đã làm được quá nhiều điều trong công cuộc là câu kéo thời gian trong pha phòng ngự vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Yiwei vẫn là một trong số những cá nhân rất quan trọng của bên phía đội tuyển Việt Nam ở khoảng thời điểm này. Và quân bài Omen vẫn là một trong số những quân bài khó chịu, anh ta đánh được kèo hòa với cả vị trí của LOL với quân bài Florentino. Ngày hôm nay thì có vẻ với Florentino thì Malaysia đã chơi quân bài này tốt hơn rất nhiều so ngày hôm qua. Vâng, vẫn có được con số bánh sáng này. Thon của Gen Shao đang lựa chọn lối lên trang bị đó là thương xuyên phá, một lối lên trang bị thể hiện được khá nhiều những sự tự tin của xạ thủ chủ lực bên phía đội hình của đội tuyển Malaysia. Còn người chơi đi rừng của họ là XF thì vẫn đang bám đuổi mặt lượng tiền là khá ổn so với Elandor của Bâng ở trong ván thi đấu này. Đây là tình huống mà đội trưởng của đội tuyển Lincoln Mobile Việt Nam cùng với hai người đồng đội là Yiwei cùng với Fizz đã đẩy lính rất cao, thể hiện được sự tự tin. Mặc dù mất đi trụ đường giữa, tuy nhiên mặt tầm nhìn thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang kiểm soát được là khá ổn. Một cú địa giam không chính xác từ Bồ Tắc khi mà cả Khoa và Red đều đã cẩn thận, nhưng khả năng bảo kê để có thể bọc lót cho Gen Sao lấy được cái trụ đường trên là quá tốt. LAL vẫn đang gặp áp lực đến từ ba thành viên đối phương. Hôn gió chính xác rồi, hỏa bạo đã có mặt. LCC Chu có nhiều sát thương hơn những gì mà chúng ta nghĩ ở thời điểm này. Ta thả diều liên tục, Bâng quay chạy phá kẻ đối phương, Bâng đang thể hiện kỹ năng, Bâng lấy đi mạng của LCC Chu rồi. Một tình huống bất ngờ, đây là điểm khác biệt giữa tuyển Việt Nam đội tuyển Malaysia, khi mà các thành viên của Việt Nam có thể gây đột biến, còn Malaysia thì sẽ chơi một cách đồng đội, chơi một cách an toàn, và sự an toàn đấy đôi khi sẽ bị bất ngờ bởi sự ngẫu hứng mà đội tuyển Việt Nam tạo ra, và đó sự ngẫu hứng đến từ Bâng. Một nhịp lùi rất hay của Bâng cùng với Elandor, và sau đó thì quay ngược trở lại để có thể khiến cho LCC2 lên bảng đếm số thêm một lần nữa. Tỷ số được nâng lên là 4-3 và đang có khoảng 1.000 tiền nhiều hơn cho Lincoln Mobile Việt Nam ở thời điểm phút thi đấu thứ 8 của game đấu này. Xe ra bóng tối nó sẽ xuất hiện sau 10 giây nữa, và ở phía bên kia của bản đồ sẽ là con rồng ánh sáng. Đội tuyển Lincoln Mobile Việt Nam đang muốn tạo ra sức ép ở cả hai phần của bản đồ để có thể kiểm soát được một mục tiêu và ngăn đối phương ăn mục tiêu còn lại. Thế trận phải nói rằng là Việt Nam vẫn đang là một bài toán khó giải với Yiwei ở đường dưới, còn đường trên thì Malaysia vẫn đang thủ rất dẻo. Một cú kéo nhưng lại vào người của Bồ Tắc rồi. Có vẻ như những gì Malaysia lựa chọn để đối đầu với cả Fish đã là những sự chọn cứng cáp hơn để chịu qua một tình huống combo từ bên phía đối phương, và đã có chút thai dành cho bên phía đội tuyển Việt Nam ở khu vực tuyến dưới này. Yiwei và Bâng đã xé lẻ ra để lột tất chiến ở phần còn lại, thì đây là cú kéo tốt từ Khoa, kéo câm lặng được đối phương và lấy đi mạng của đó là XF rồi. Fish đã kịp thời dồn được sát thương và cú kéo đầu tiên mà Việt Nam cho thấy sự hiệu quả giữa cặp combo Vera và Grug. Đây sẽ còn dòng về sáng thuộc về cho bên phía của Bâng. Các khán giả ở trung tâm hội nghị quốc gia đã phải chờ đợi rất lâu cho tình huống phối hợp đầu tiên vừa rồi của cặp đôi Grug cùng với Vera, và đây là tình huống phân sát vực đến từ vị trí của Yiwei thẳng vào Florentino. Những nhịp hòa đang là liên tục, nhưng chúng ta có 3-1 và Florentino của đối phương lên bảng đếm số rồi, đó là người thứ 6. Red đã tốc biến đi để bỏ chạy ở trong tình huống này, vẫn bị giam lại bởi địa giam. Có thêm một quả bạo đến từ vị trí của XK và đối phương đang dồn sát thương lên hai thành viên bên phía của đội hình đội tuyển Việt Nam, và cả người chơi trợ thủ lẫn người chơi xạ thủ đều phải lên bảng đếm số, trong đó có một người có chuyển sinh để có thể quay ngược trở lại ngay, đó là người chơi trợ thủ Khoa. Địa giam là quá tốt đến từ Bồ Tắc, nhưng Yiwei và Bâng vẫn đang khiến cho các thành viên Malaysia không biết làm thế nào để có thể tiếp tục giao tranh và phòng ngự ở tuyến dưới này. Việt Nam có thể nắm xuống một vài mạng lẻ, nhưng họ đang không thể nào mà khống chế được vị trí của nó là Fish tại đây. Một pha dình dập thương hiệu từ đó là Fish rồi. Một tình huống xử lý mà có lẽ chỉ có thể là đứng im và buông máy từ vị trí XF mà thôi. Một pha combo rất hoàn hảo đến từ người chơi đường giữa bên phía đội tuyển Việt Nam. Solo kill người chơi đi rừng của đối phương ở trong một khoảng thời điểm đầy nhạy cảm của giai đoạn giữa trận. Một lần nữa nó cho thấy vai trò cực kỳ lớn của Fizz trong đội hình của đội tuyển Lincoln Mobile Việt Nam ở kỳ SEA Games 31 lần này. Đó là điểm hạ gục thứ 3 mà Fizz có được ở trong ván thi đấu này rồi. Trong khi đó thì Elandor của Bâng cũng vẫn đang rất xanh với KDA là 202. Và về mặt lượng tiền thì Bâng đã có một sự nhỉnh lên thấy rõ so với Tulane ở phía bên kia.
Việt Nam sẽ có được thêm một lợi thế ở con Seja này nữa. Sau liên tục những điểm hạ gục đơn lẻ thành công thì đội tuyển Việt Nam đã là một đội tuyển vươn lên dẫn trước lượng tiền. Thậm chí chúng ta đang muốn đẩy nhịp độ trận đấu lên một tầm cao mới, muốn đánh nhanh, ép nhanh và ép mạnh trong khoảng thời điểm mà chất tướng bên phía đội tuyển Việt Nam vẫn còn đang khỏe. Bồ Tắc vẫn là điểm sáng duy nhất của Malaysia từ đến giờ. Họ phụ thuộc rất nhiều đến cú địa giam chính xác của Bồ Tắc để có thể mở giao tranh thành công. Và Bồ Tắc phải thừa nhận rằng anh ta đã có nhiều những tình huống địa giam nguy hiểm và đã tình huống địa giam đôi được cả Khoa và Red, khiến cho chúng ta mất đi hai người chơi vẫn đáng kiếp ở gần hàng Seja. Malaysia hiện tại vẫn chưa quá nào đúng, nhưng họ đã thua đối phương đến 4.000 tiền thời điểm này rồi. Và Malaysia như thường lệ họ vẫn không thể nào đánh được đèo kèo kỹ năng so với cả vị trí của đội tuyển Việt Nam. Bâng và Yiwei vẫn là những người chơi quá khó để có thể phòng ngự ở tuyến dưới này. Các thành viên Malaysia thi nhau cử Tulen, Florentino, sau đó là cả Iggy, thậm chí là cả Madu xuống tuyến dưới, nhưng cũng không thể cản được cặp đôi Yiwei và Bâng này. Chúng ta đang khiến đối phương không thể ép trụ và không thể đẩy lên quá cao với chiến thuật này. Kéo lại tốt từ đó Khoa và một combo siêu việt từ nhập vít rồi. Giao tranh đổ ra, địa ra đã có mặt cho được hai người từ điểm này. Khoa chịu đáng chú ý hơi lâu, đang Khoa lên bảng điểm số. Các thành viên của bên phía đội tuyển Việt Nam bị kẹt vào. Yiwei căng ngang từ bên hông, nhưng Yiwei không có sức tiếp ứng từ đồng đội và anh ta bổ tốc đến các bên kia bờ tường. Qua đó thì đội tuyển Malaysia vẫn có thể phòng ngự thành công được cái trụ đầu đường giữa này. Một pha mở giao tranh tốt đến từ vị trí của Khoa, nhưng Khoa cũng đã chống chịu sát thương từ trụ là khá lâu rồi, nhưng Fizz lại thêm một lần nữa tỏa sáng. Và đó là điểm hạ gục thứ ba liên tiếp của Bâng. Double kill dành cho Bâng, chưa dừng lại ở đó, còn có cả Red nữa. Và đây là quét sạch, quét sạch dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam. 5 giây nữa thì thế sao sẽ ra, và quét sạch dành cho Red rồi. Đội tuyển Việt Nam liệu có thể kết thúc được ván thi đấu này hay không đây, khi mà Gen Sao bây giờ mới ra? Anh ta đang cố gắng bể phòng ngự tân lính này, mở ma súng ra dọn được con xe lính cuối cùng này. Việt Nam vẫn đang tiến vào, một mình Gen Sao sẽ không thể phòng ngự được. Chưa có lính cho đội tuyển Việt Nam, lính đang đến ở tân sau. 7 giây nữa xếp ra, Gen Sao chạy ra khỏi nhà chính, Gen Sao tốc biến, Gen Sao lăng quăng, Gen Sao đi lung tung, và đó ra 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. 2-0 dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam trước Malaysia. Tình huống thi đấu cuối cùng quá dữ của Yiwei khi tìm vào người chơi xạ thủ chủ lực của bên phía đối phương. Và cứ ở trong giai đoạn giữa trận thì Liên Quân Mobile Việt Nam lại cho thấy đẳng cấp chênh lệch của mình so với Malaysia ở trong trận thi đấu này. Một tình huống giao tranh nữa, một tình huống giao tranh nữa ở đường giữa mà thôi, vì phía đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy đẳng cấp về khả năng kỹ năng cá nhân. Có thể Malaysia đã có được sự cải thiện về mặt chiến thuật, về mặt di chuyển, nhưng về khả năng giao tranh thì đội tuyển Việt Nam vẫn luôn luôn tiềm tàng những con người có thể tạo được sự khác biệt trong giao tranh. Và một lần nữa thì Việt Nam chứng minh được rằng họ là đội hạt giống số 1 của khu vực, và họ cũng dễ dàng đánh bại Malaysia để có được ván thắng bản lề này. Chỉ cần một ván thi đấu nữa thôi, chúng ta sẽ lại tái ngộ với đội tuyển Thái Lan. Vâng, đúng là chỉ cần một game thắng nữa thôi thì đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ tiến vào trận đấu ở nhánh trên để đối đầu và tái ngộ với Liên Quân Mobile Thái Lan. Còn đối với Malaysia thì nhìn vào những gương mặt của họ thì có thể thấy rằng là Malaysia cũng đang dần nhận ra khoảng cách giữa họ và những đội tuyển ở phía trên như là Việt Nam và như là Thái Lan. Nhưng có lẽ là họ cũng sẽ không buồn, bởi vì những gì mà họ đã làm được cho đến thời điểm này trong hành trình SEA Games 31 cũng đã là rất tuyệt vời rồi. Rất tuyệt vời. Một ván thi đấu mà bên phía đội tuyển Malaysia vẫn giữ được thế trận là cân bằng ở đoạn giữa trận đấu, nhưng họ vẫn thua những tình huống giao tranh quan trọng nhất. Chỉ cần 2 đến 3 tình huống giao tranh thôi, đặc biệt là tình huống giao tranh cuối cùng tại khu vực đường giữa, là đủ để họ khai thông bế tắc và vươn lên dẫn trước thêm một lần nữa, gia tăng cách biệt tỷ số lên con số là 2-0. Và Malaysia có lẽ họ cũng đã nhận ra được sự khác biệt như anh Dũng đã nói, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tận dụng tất cả những cái trận thi đấu tại SEA Games này để có thể cọ sát với những nền Liên Quân hàng đầu. Và hiện tại thì tuyển Malaysia cũng đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn, với khả năng làm tốt hơn đoạn đầu trận đấu. Thậm chí có những ván thi đấu họ bị đối phương dẫn trước nhưng vẫn có thể kéo giãn được lợi thế và nhỉnh lên ở đoạn giữa trận đấu. Rõ ràng đó là một sự tiến bộ không phải là nhỏ đến từ đội tuyển Malaysia so với chính họ trong khoảng thời điểm cách đây khoảng độ 7 đến 8 tháng về trước tại giải đấu quốc tế gần nhất. Trong khi đó thì ở khoảng thời điểm mà ván thi đấu thứ hai khép lại với chiến thắng nghiêng về Việt Nam, thì tôi thấy Khoa có trao đổi với những người anh của mình ở trong đội hình của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Ván thi đấu vừa rồi là một ván thi đấu mà bộ đôi Grab cùng với Vera của Khoa cùng với Fizz phải nói thật là phối hợp cũng chưa là khớp nhịp lắm, khi mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều những chiêu thức được dồn vào ở những khoảng thời điểm nó có phần là hơi chật nhịp một chút. Và có lẽ đó sẽ là những thứ mà đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ dành thời gian thêm để có thể chấn chỉnh ở trong quãng hành trình tiếp theo. Còn MVP ở ván thi đấu này thì gọi tên Lai Bâng, đội trưởng của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam với điểm số 11 và KDA là 505. Bâng đã cho mình được danh hiệu MVP cho ván thi đấu này với quân bài Elando. KDA là 505, không phải nằm xuống một điểm cục nào cả. Rõ ràng thủ quân của đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ được tâm lý thi đấu là rất tốt sau ván thi đấu thứ hai này. Và có lẽ với phong độ thi đấu như thế này, chúng ta cũng sẽ không khó để vượt qua được Malaysia trong trận đấu đầu ngày như thế này và tiếp tục hướng tới trận đối đầu với đội tuyển Thái Lan.
Kể từ khi mà xuất hiện món trang bị diệt thần cung thì cảm nhận của cá nhân tôi là vị tướng Elador này được nâng cấp sức mạnh lên rất nhiều. Và cũng từ khoảng thời điểm ấy thì chúng ta thấy rằng là Bâng đang chịu khó cho Elador trở lại nhiều hơn hẳn so với giai đoạn cuối của đấu trường danh vọng giải đấu quốc nội Liên Quân Mobile của chúng ta ở mùa giải gần nhất. Và đây là bảng thông số sau ván thi đấu thứ hai. Lại thêm một ván đấu nữa thì Fizz đã đóng góp vào rất nhiều trong số những điểm hạ gục của đội tuyển với 10 trên 13 điểm hạ gục. Trong khi đó thì rõ ràng MVP Bâng là người có thông số nổi trội nhất với 505. Nhưng lượng sát thương nhiều nhất là lượng sát thương đến từ Fizz với quân bài Vera. 62,3 nghìn sát thương với Vera trong tay của Fizz ở trong bài thi đấu này. Lần thứ hai mà Fizz đem quân bài Vera nào thi đấu tại SEA Games. Và tỷ lệ thắng của Fizz với quân bài Vera vẫn đang là 100%. Một tỷ lệ thắng rất ấn tượng. Ngày hôm nay thì không phải là ngày thi đấu mà Khoa có cảm giác thi đấu quá tốt với quân bài Grug. Nhưng mà tuy nhiên thì đến càng về cuối, và thời điểm cuối trận đấu là khoảng thời điểm mà Vera trong tay của Khoa và Grug trong tay của Vera trong tay của Fizz và Grug trong tay của Khoa ngày một ăn ý hơn. Chúng ta sẽ có 5 phút nghỉ ngơi dành cho hai đội tuyển và dành cho quý vị khán giả thân mến sau hai ván đấu đầu tiên của trận đấu BO5 này. Và các bạn đừng đi đâu cả, hãy quay trở lại với chúng tôi bởi vì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay. SEA Games hôm nay rất là trong không khí rất là háo hức và sân khấu thì là hoành tráng và các cổ động viên rất là nhiệt tình. Em thấy rất là háo hức và lại rất mong chờ những trận đấu của các tuyển thủ Việt Nam mình ạ. Thì mình cảm thấy rất là vui khi được vinh hạnh có tấm vé đến đây. Thì đến đây thì cũng một mực là vẫn cổ vũ đội tuyển Việt Nam và chúc luôn đội tuyển Việt Nam giành vé huy chương vàng về cho tổ quốc mình. Em cảm thấy không khí hôm nay rất là náo nhiệt, các bạn cổ vũ rất là nhiệt tình và không khí rất là sôi động trong ngày hôm nay. Còn em thì cảm thấy đây là lần đầu tiên em được đi xem một cuộc thi đối với Liên Quân SEA Games 31. Thì em thấy các bạn trẻ rất là hào hứng và nhiệt tình để cổ vũ các vận động viên đi thi SEA Games 31 lần này ạ. Em thấy sân khấu thì rất là hoành tráng, rất là náo nhiệt ạ. Với lại lần đầu tiên là em tới với sân khấu to như thế này nên em thấy rất là vui. Đây cũng là lần đầu tiên thì mình đến đấy thì cũng là bất ngờ vì cái sân khấu này to lớn và hoành tráng hơn cái mức tưởng tượng của mình. Em cảm thấy sân khấu rất là hoành tráng, trang trí rất là xịn sò. Còn em thì là cũng đã được xem ở trên Facebook và các phương tiện truyền thông khác. Thì hôm nay lần đầu tiên em đến đây thì em rất là kiểu choáng ngợp vì cái sân khấu nó hơn với cái sức tưởng tượng của em. Từ âm thanh, ánh sáng cho đến các tuyển thủ rất là đẹp trai. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là được đến đây và hưởng ứng không khí với các bạn trẻ là quá tuyệt vời rồi. Em đi tìm vé chị ạ. Đi tìm vé với lại rủ bạn bè, kêu gọi bạn bè mình đến đi chung vui để góp vui với các tuyển thủ Việt Nam thôi ạ. Chúc các tuyển thủ đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam là luôn tự tin, sẵn sàng và vượt qua và chinh phục huy chương vàng SEA Games năm nay ạ. Việt Nam vô địch. Chúc các anh thi đấu hết sức mình và đem về huy chương vàng cho Việt Nam mình ạ. Việt Nam thì em cảm thấy là sau khi xem hai trận đấu thì em cảm thấy Việt Nam là thắng chắc rồi. Chúc anh giành huy chương về cho Việt Nam. Chúc đội tuyển Việt Nam luôn luôn vững chắc tinh thần của mình và giành lấy tấm vé huy chương vàng về cho tổ quốc. Mình xin chúc đội tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng và đem huy chương vàng về cho đất nước. Còn em thì chúc các anh tuyển thủ Việt Nam của eSports thi đấu càng ngày càng
tích cực và chúc các anh mang được huy chương vàng của SEA Games 31 về cho đất nước. Cổ vũ đội tuyển Liên quân Việt Nam tại SEA Games 31 từ ngày 20. Vinh quang không chỉ là đích đến, mà đó là cả hành trình nỗ lực gian khổ. Vinh quang không đến từ cảm giác của một cá nhân, mà đến từ niềm tin của cả những người đồng đội. Một bước ngoặt của lịch sử, thưa quý vị và các bạn. Đây là đỉnh cao của thể thao Việt Nam. Và đó không chỉ là mơ, đây là trái ngọt của hành trình quá dài chúng ta phải chờ đợi. Những con người trẻ đang mang về những tấm huy chương vàng cho tổ quốc, cho thể thao Việt Nam. Với mỗi người trẻ, vinh quang còn là một ước mơ được mang tấm huy chương về cho tổ quốc, để ước mơ sẽ nối tiếp ước mơ, thổi bùng lên khát khao chiến thắng, chiến đấu để vượt lên chính mình, không khuất phục để tạo nên kỳ tích. Vượt gian lao và sống trong niềm tự hào. Bình sức trẻ, giành vinh quang. Các bạn thân mến, và đây là đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan. Hãy cùng Phương Thảo phỏng vấn một chút về cảm nhận của họ khi đến với Việt Nam nhé. Các bạn có thể nói xin chào các bạn khán giả Việt Nam không ạ? Xin chào. Wow. Kapunka. Không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào, có cảm nhận như thế nào về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam khi đến đây? Khá ổn. Của Việt Nam có rất là bên dạy đi friendly ครับ. Vâng, thân thiện, hòa đồng và đáng yêu. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu bán kết nhanh dưới trong khuôn khổ SEA Games 31 ở bộ môn Liên quân Mobile giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Sau hai ván thi đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam vào thời điểm này. Một tỷ số là rất lý tưởng, và sau một quãng nghỉ ngắn 5 phút thì đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ có được tinh thần lên cao hơn. Và chỉ cần một ván thi đấu nữa thôi, nếu chúng ta làm tốt thì hoàn toàn đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia để tiếp tục đối đầu với cả đội tuyển Thái Lan trong trận đấu ngay sau đó, trận đấu bán kết nhánh thắng, để tìm ra đại diện đầu tiên sẽ góp mặt tại trận chung kết tổng, trận tranh huy chương vàng diễn ra vào ngày mai vào lúc 14 giờ ngày mai. Trong khi đó thì đối với các chàng trai của Malaysia thì họ sẽ chắc chắn có được huy chương tại giải đấu lần này. Nếu như để thua ở trong trận đấu này thì họ cũng chưa phải về nước ngay, mà ngày mai thì họ sẽ có một trận đấu tranh huy chương đồng với đội tuyển để thua ở trong cặp đối đầu ở trận bán kết nhánh trên sẽ diễn ra ngay sau trận thi đấu này. Và vì thế thì Malaysia sẽ có hai cơ hội. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên mà tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh hết sức. Và nếu như ngày mai họ rơi xuống nhánh thua thì họ cũng sẽ cố gắng để có thể tìm kiếm một cơ hội nào đó bước vào được trận thi đấu cuối cùng. Và hãy cùng nhau đến ngay với trận thi đấu thứ 3 giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam. Lượt cấm đầu tiên được Malaysia hướng tới ở trong bên phía đội tuyển này. Và hai lượt cấm trước đó ở phần first pick đầu tiên thì bên phía đội tuyển Malaysia đều cấm đi quân bài Mina. Họ đều cấm đi quân bài Mina, và để xem lần này có một sự thay đổi nào đó hay không. Họ có, nếu như họ còn tiếp tục cấm đi Mina thêm một lần nữa thì UA cũng sẽ không thiếu tướng để chơi. Anh ta vẫn còn đó cả Florentino nữa, một vị tướng mà bên phía đội tuyển Malaysia đã chơi cho bàn đấu thứ hai nhưng không thành công. Còn đó là cả Zuka cho UA nữa, không thiếu những vị tướng để UA tạo ra khác biệt. Và lượt cấm đầu tiên là quân bài Lorient.
sau Lorient thì có thể Mina cũng sẽ được cân nhắc đối với đội tuyển Malaysia, khi mà Mina của G-Way đã gieo rắc biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng lên hàng phòng ngự của các đội tuyển đối thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Còn thêm một lần nữa, khi ở bên phía phần sân màu đỏ thì chúng ta lại cấm đi Aya sau ván để thua với việc thả ra Aya cho người Thái, thì đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam có lẽ là đang xác định với một chiến lược là sẽ không thả ra Aya thêm ở trong ngày hôm nay. Một sự lựa chọn an toàn thôi, tầm này chỉ cần một ván thi đấu nữa thôi là có được chiến thắng rồi, và không cần thiết phải tạo ra những sự bất ngờ hay những sự khó khăn nào cho chính bản thân mình. Đội tuyển Việt Nam cấm đi Aya là một điều mà tôi nghĩ rằng là hết sức hợp lý ở thời điểm này. Bên phía của Malaysia lại cấm đi Florentino rồi, còn bên phía đội tuyển Việt Nam liệu có cấm đi một vị tướng nào khác hay không? Omen ở trong ván thi đấu trước nằm trong tay của Yiwei, và lần này thì bên phía đội tuyển Việt Nam cấm đi quân bài Veres, vị tướng mà Bâng cũng đã chơi trong loạt đấu bo năm này. Và đây một lượt cấm cũng mang tính chất chiến thuật, khi mà Veres là một trong số vị tướng đánh rừng rất là khỏe dọa đầu trận đấu và là một vị tướng đá đăng có thể đánh được hỗ trợ nữa, nên việc cấm đi quân bài Veres là một điều khá hợp lý từ bên phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà không cấm đi Mina thì buộc phải lựa chọn Mina thôi, nhưng liệu rằng họ có dùng Mina một cách hiệu quả hay không, hay đơn giản là họ chỉ cố gắng lấy đi quân bài Mina để khiến cho Yiwei không được chơi vị tướng này? Rõ ràng là huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia không đơn giản. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta không cần phải cấm đi Omen bởi vì vẫn còn đó là Mina, nhưng Malaysia lấy cho mình Mina trước, và ở trong những sự lựa chọn tiếp theo thì họ vẫn còn nguyên cơ hội để sở hữu Omen, vị tướng mà đội tuyển Việt Nam đã chơi ở trong ván thi đấu gần nhất. Còn đối với đội tuyển Việt Nam vừa rồi thì vị tướng mới nhất của Liên Quân Mobile là Yan vừa được nhá hàng, tuy nhiên thì sau đó lại đang đổi sang phương án đó là Rossi, cùng với đó là Elsu dành cho Red. Ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam cũng có một lần nhá hàng vào Yan, nhưng mà tầm này thì có lẽ là con Yan chưa được sử dụng. Mà dù về mặt lý thuyết thì tại SEA Games 31 cả 112 vị tướng nào cũng được dùng hết, nhưng mà Yan thì có lẽ chúng ta phải đợi thêm một khoảng thời điểm nữa để các đội có biết cách để kết hợp vị tướng này với một bài đánh, một drop pick nó hiệu quả hơn, và qua đó sẽ tự tin đem vào đánh giải hơn. Những sự lựa chọn mà Việt Nam hướng tới là một sự lựa chọn mà Việt Nam cũng rất tự tin, đó là con bài Elsu dành cho Red. Một phong độ bắn Elsu quá thăng hoa của Red trong ngày hôm qua, và thậm chí là anh ta là một trong số những người lấy Elsu nhiều nhất, và người lấy nhiều thứ hai là một tuyển thủ đến từ Lào, đó anh chàng Razor xạ thủ. Còn lại thì Thái Lan cũng chưa có một lần nào trải nghiệm con bài Elsu này cả. Một tâm lý thi đấu tự tin và một khả năng bắn chính xác là những gì mà Red đã làm được ở trong ngày thi đấu hôm qua. Với một xạ thủ kiểu như là Elsu thì chúng ta cũng phần nào đó đỡ khiến cho nội tại của vị tướng Mina có thể tạo ra được nhiều tầm ảnh hưởng hơn ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên thì Malaysia cũng đang có những phương án để có thể tìm đến vị trí của Elsu một cách cực kỳ hiệu quả. Đó sẽ là Volkat ở sự lựa chọn thứ hai, và một vị tướng có sải tay rất dài ở khu vực đường giữa, đó là Yue ở vị trí đường giữa. Và với Yue ở trong ván thi đấu này thì không biết là đội tuyển Việt Nam có lựa chọn Iggy dành cho Fizz hay không. Câu trả lời vẫn là chưa, mà thay vào đó thì chúng ta đang hướng đến một sự lựa chọn dành cho Bâng ở vị trí đi rừng, đó sẽ là Kira. Kira dành cho vị trí của Bâng. Chúng ta chuyển qua thêm Tule thêm một lần nữa. Cả hai vị tướng đều là pháp sư đi rừng và họ đang chờ đợi ở lượt lựa chọn vào quân bài Tule. Dù là Tulen hay là Kira đi chăng nữa thì mỗi một vị tướng sẽ phục vụ cho một lối chơi khác nhau. Với Tulen sẽ là mạnh về khả năng giao tranh nhưng phải là tiền đề tốt đến từ hai cánh thì những tình huống ganh đến từ vị trí Tulen mới tạo được sự hiệu quả. Còn với Kira thì nó sẽ có khả năng độc lập tác chiến đơn lẻ, tập trung ganh cũng rất linh hoạt, và nếu như trong thế bất lợi thì vị tướng này vẫn có thể di chuyển ở cánh còn lại để tạo lợi thế, và solo kill là điểm mạnh của vị tướng Kira. Nhưng cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam lựa chọn vào quân bài Tulen dành cho vị trí của Fish hay vị trí của Bâng chúng ta còn chưa rõ ở khoảng thời điểm này. Nhưng nó ở trong tay của ai thì nó cũng đều nguy hiểm cả. Và chính vì chưa rõ được vị trí của Tulen nên nó sẽ càng khiến cho đội tuyển Malaysia phân vân hơn. Họ vẫn tiếp tục cấm đi vị tướng Iggy, một vị tướng ở khu vực đường giữa. Nếu là như vậy thì Malaysia nghĩ rằng đây có thể sẽ là Tulen ở vị trí đi rừng dành cho Bâng, hoặc là họ đang muốn cấm đi thật nhiều vị tướng ở đường giữa để bắt Fizz sẽ phải chơi con bài Tulen này. Với Tulen thì nếu như đối đầu cùng với Yue thì sẽ là một cuộc đối đầu mà Tulen của Fizz cần phải lựa chọn những góc vào thật sự hợp lý để phát huy được tối ưu hóa hiệu quả khi Tulen áp sát được vào vị tướng Yue này. Và trong trận chung kết tại giải đấu quốc nội đấu trường danh vọng thì cũng có một cuộc đối đầu giữa Tulen của Fizz và Liliana của Maris ở phía bên kia, mà ván thi đấu đó nơi mà tôi nhìn thấy Fizz cũng đã có một lối chơi Tulen cực kỳ là lả lướt cũng như là bất ngờ với những tình huống là ẩn nấp ở trong bụi và tiến ra cầu máu đối phương với những nội tại đã tích sẵn từ trước đó cùng với lôi điểu của mình. Nhưng nếu như mà bên phía đội tuyển Việt Nam lựa chọn bằng Ngô Không thì chắc chắn là cái câu hỏi của chúng ta về việc là Tulen sẽ ở vị trí đường giữa hay đi rừng sẽ giải đáp ngay lập tức. Ngô Không là một trong số những quân bài mà có lẽ nó đem lại cả những thăng hoa cho Bâng, và thậm chí nó đem lại cả những tranh cãi nữa cho vòng tuyển chọn của SEA Games 31. Thì người ta nói rất nhiều tới quân bài Ngô Không của Bâng, liệu đóng góp anh ta có là nhiều hay không.
Nhưng đây là một sự chọn thứ tư bên phía đội tuyển Việt Nam đó sau cô bài Yena. Tôi nghĩ rằng nhiều khả năng muốn lấy ngô không thì vẫn ổn dành cho vị trí của Bông, tại vì quân bài ngô không này chính là quân bài đã khắc chế vào UAE của Maris trong vòng tuyển chọn tại SEA Games 31 giữa đội tuyển VGaming và đội tuyển Sài Gòn Tôm. Hiện là đội tuyển Việt Nam đang thi đấu ở thời điểm này, và rõ ràng đây một sự chọn cũng là khá hiệu quả dành cho Bông nếu như anh ta muốn chơi một chất tướng sốc sát thương cực kỳ mạnh. Nhưng những gì mà Việt Nam hướng tới là lấy cho UAE trước đã. Yena ở cánh trên, ở cánh đường tà thần sẽ ra đối đầu với cả Mina, nhiều khả năng là như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta vẫn đang bỏ ngỏ một câu hỏi là ai sẽ là người đi đường rừng và ai sẽ là người đi đường giữa cho bàn thi đấu này, khi mà Tulen gần như chưa được chắc chắn vị trí. Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn Yena là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý dành cho UAE ở trong ván thi đấu này, bởi vì đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam của chúng ta vẫn chưa biết được là Malaysia sẽ sử dụng vị tướng nào dành cho LYL ở cánh trên. Nhưng với sự lựa chọn Yena đã được khóa lại thì dù đó có là Mina, có là Volcat hay thêm một con bài nào nữa ở cánh trên thì chúng ta cũng không sợ phải thi đấu ở trong một kèo đấu quá khó. Slim cùng với Grass đang là hai vị tướng tiếp theo mà Malaysia hướng đến. Họ đang hướng đến một đội hình là vô cùng lực lưỡng ở trong ván thi đấu này, với những vị tướng có khả năng càn lướt lên phía trên là vô cùng dũng mãnh như Volcat, như Grass, như Mina, và hai sát thương với giải tay rất dài ở tuyến sau là UAE cùng với Slim. Lại là Slim chung tay của Gen Sao thêm một lần nữa. Ngày hôm qua thì Slim chung tay Gen Sao được chơi rất nhiều, nhưng phần lớn những trận thi đấu đó thì đều là những kỷ niệm buồn của Gen Sao mà thôi, khi mà anh ta không thể kéo được đội hình đến dọa late game, và quân bài Slim này có khả năng phòng thủ tương đối yếu ớt. Vì vậy trong ngày hôm nay bên phía đội tuyển Malaysia đã có những sự cường hóa khả năng phòng ngự và hệ thống phòng ngự của họ lên, với việc có thêm cả những quân bài chống chịu rất cứng cáp như là Mina, như là Grass nữa, để đảm bảo rằng Slim sẽ được chơi mạnh dọa đến cuối trận đấu. Và họ còn lấy thêm cả Volcat để counter thẳng vào vị trí của Red với vị tướng Elsu. Rõ ràng cấm trọng của Malaysia trong cả 3 ván thi đấu ngày hôm nay đều quá tốt, và chúng ta hơn đối phương về khả năng giao tranh phải nói rằng là cực kỳ thượng hạng của mình. Còn về cấm chọn thì Malaysia cũng cho thấy một sự cân đối, khi mà họ cũng có được trong tay áo của mình rất nhiều những sự lựa chọn ổn và mạnh mẽ. Cuối cùng thì những gì mà đội tuyển Việt Nam hướng tới lại là một sự lựa chọn mang thiên hướng mới mẻ hơn rất nhiều, khi mà ván thi đấu này người đi rừng sẽ là quân bài nào đây bên phía đội tuyển này? Bông đi rừng với quân bài Tulen, và Fish liệu anh ta sẽ đánh vị tướng nào cho bàn thi đấu này? Nếu như Bông đi rừng với cân bài Tulen này, liệu sẽ là Yena hay là Malok đây? Đây là hai vị tướng mà tôi nghĩ rằng nhiều khả năng là nếu như muốn đặc sắc hơn thì bên phía đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy Red ra đường giữa chơi Yao Su. Đó là một lối chơi hợp lý hơn với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Tôi nghĩ đó sẽ là sự lựa chọn của bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom khi để cho Yao Su di chuyển ra khu vực đường giữa, bởi vì đó sẽ là một khu vực khó bị băng trụ hơn. Nếu như để Yao Su ở hai bên cánh thì với bộ combo thủy thần ma thân với hai vị tướng Volcat cùng với Grass thì dù là cánh trên hay cánh dưới thì Elsu cũng rất dễ dàng bị đối phương tiếp cận. Nhưng khi được vận chuyển ra khu vực đường giữa thì câu chuyện sẽ khác, và đó sẽ là khi mà Fizz được thử tài với vị tướng Yena di chuyển ở khu vực cánh ở trong ván thi đấu này. Còn UAE thì người chơi đang rất đột biến sẽ phải thể hiện sự đột biến của mình thông qua những tình huống tốc biến keo lửa với một vị tướng Roshi cầm cho mình phù hiệu đó là chói buộc. Cú bắn đầu tiên chính xác đến từ vị trí của Elsu. Cú bắn thứ hai cũng là chính xác nữa, nhưng lần này thì có Bô Tắc đứng che cho vị trí của LCC chủ. Chúng ta có một sự chọn khá khôn ngoan khi để cho một sải tay dài khác đối đầu với chính một sải tay dài còn lại có khả năng đè lên rất mạnh là cô bài UAE, và đó khiến cho LCC chủ không thể dọn được tơ lính nhanh như thường lệ. Và rõ ràng với việc có thêm cả Elsu và có thêm cả Malok thì đội hình đè lên 2 đánh 2 ở đường giữa đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam là rất mạnh. Nhưng cú cắt cũng có phần nguy hiểm đến từ vị trí của đó là LCC chủ. Anh ta đang có những cú cắt, nhưng đây là cú bắn dính thứ 3 đến từ vị trí của Red rồi. Một sự tự tin rất lớn và một cảm giác bắn cũng là rất tốt, không thay đổi kể từ ngày hôm qua đến tận thời điểm này. Cướp thêm một con quái rừng bên phía đối phương nữa, những gì đội tuyển Việt Nam đang làm. Rõ ràng là Malaysia họ đã có những sự chuẩn bị, có những sự tính toán là rất chất lượng. Tuy nhiên thì những phương án để có thể đối đầu mà đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam lựa chọn vẫn cho thấy một sự bề trên, một sự đẳng cấp đến từ đội tuyển đang được đánh giá cao hơn. Và đó là đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam của chúng ta. Bằng giữ lại được con bùa đỏ ở trong động thái cướp của đối phương. Đối mặt với 3 thành viên Malaysia có mặt ở gần đó thì đội trưởng của đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam vẫn rất bình tĩnh để có thể bảo vệ được phần rừng của mình. Và cú chương trình vừa qua đã khiến cho tình huống tràn hàng loạt các thành viên phía Malaysia về phía hướng bùa đỏ của Bông không thành công. Và qua đó thì thế trận vẫn đang được giữ khá cân bằng. Kèo Elsu và kèo Malok là một kèo đánh khá hòa đường với cả vị trí của đội tuyển Malaysia ở khu vực đường giữa. Và LCC Chu cũng sẽ bị hạn chế khả năng di chuyển khi mà anh ta cũng không thể dọn lính được quá nhanh so với cả Elsu trong tay của Red, với sự hỗ trợ đến từ thêm của Malok của Khoa nữa. Thì qua đó thì UAE cũng sẽ không thể di chuyển được quá nhiều. Keo lửa tốc biến từ UAE cộng thêm với đó là lôi điều của băng nữa, chưa đủ sát thương. LAL hồi được quá nhiều máu với con bài Mina này. Mina khi phải đối đầu với những lượng sát thương phép đến từ Roshi cùng với Tulen thì cũng không thể quá mạnh mẽ giống như khi đối đầu với những
sát thương DPS như là xạ thủ Cafedi hoặc Laviu. Bây giờ thì con rồng đang là mục tiêu được hướng đến và nó đã được khởi động từ rất sớm bởi Jena của Fizz rồi. Và khi mà Bơ có mặt thì nhiệm vụ còn lại của người đi rừng bên phía đội tuyển Việt Nam là quá đơn giản. Trong khi đó ở phía trên thì sao đây? Không thể cướp thành công đến từ Yiwei, nhưng cũng khiến cho XF gặp phải khá nhiều những khó khăn. Mất đi bất tử ma thân đến từ người chơi đi rừng của bên phía đối phương rồi, xuống ngựa thành công. Không có bá vương chảo được phóng ra tiếp theo đến từ người đi rừng của bên phía Malaysia. Một tình huống mà Yiwei cũng rất liều lĩnh khi vào tranh chấp đôi công với cả người đi rừng bên phía đối phương, có kèm theo cả trừng trị nữa. Và Yiwei có một khả năng chống chịu cũng rất tốt với cô bài Rosie. Đối phương cũng không dám mạo hiểm băng vào khi mà anh ta không găm bá vương chảo lên người của Yiwei. Và qua đó thì Malaysia lui về, Malaysia đánh cẩn trọng hơn. Và đó là điều mà Malaysia đã để thua trước tuyển Việt Nam khi liên tục đánh cẩn trọng và thiếu đi những tình huống giao tranh có phần đột biến, dù có một vài lợi thế nho nhỏ, khả năng kiểm soát đầu trận đấu. Một cú lao cực kỳ chính xác từ Gen Sao lên người của Red. Gen Sao bắn cũng rất đau với quân bài Slim này. Khoảng thời điểm đầu trận đấu, khoảng thời điểm Malaysia cũng đang cân bằng được thế trận rất tốt với đội tuyển Việt Nam và không có một ván thi đấu nào ở khoảng đầu thời điểm trận đấu ở trong kèo đấu bo năm vừa qua. Suốt hai ván thi đấu trước đó thì Malaysia cũng đánh với vai trò dẫn dắt thế trận giai đầu trận đấu lần thứ hai mà Bông tìm thấy đó là LL đứng trên. Nhưng Mina như đã nói quá khỏe ở khoảng thời điểm này nên thật sự khó để có thể nào lấy đi cái mạng của Mina khu vực tuyến trên và mở ra cơ hội lấy trụ dành cho đội tuyển Việt Nam được. Bông đang tập trung ganh cho Yiwei khá nhiều. Còn ở cánh dưới này thì Red vẫn đang tự sinh tự diệt với sự hỗ trợ đến từ vị trí của đó là Malok cho tay khoa nữa. Yiwei đã thêm có mặt ở đây, ta chặn lính giữa hai trụ và anh ta có được sự hậu thuẫn từ tuyến sau của Bông. Còn bên phía đội tuyển Malaysia đang tập trung quá nhiều người tại khu vực đứng dưới này và thiếu đi sự phòng vệ dành cho Mina. Nhưng Mina sẽ ổn thôi, còn ở đường dưới thì đội tuyển Việt Nam cũng đang rất khó khăn cho việc tìm góc vào đánh vào vị trí của bên phía đối phương bởi Malaysia đã có mặt, XF đã có mặt tại đây rồi. Malok rất dũng mãnh đến từ vị trí của Khoa, vẫn đang chơi trong phần sân của đối phương một cách đầy thoải mái. Mặc dù đối phương cũng có rất đông người ở vị trí đó, nhưng đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam của chúng ta vẫn có được những điều mình cần. Và chưa cần phải có được điểm hạ gục chiến công đầu thì 1.500 tiền cũng đã được thiết lập về mặt kinh tế dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam sau khoảng gần 5 phút thi đấu. 5 phút thi đấu đầu tiên và chưa có một điểm chiến công đầu nào cả. Phần lớn thời gian mà Bông tấn công và hỗ trợ cho một cánh là cánh của Yiwei, là một tấn công thẳng và chưa để vào cánh của Mina. Nhưng trong hai tình huống tấn công gần nhất thì Mina cho thấy được sự cứng cáp, một sự cứng cáp và rất khó chịu của mình ở khu vực tuyến trên. Ở đường dưới này thì Gen Sao đang được bảo kê rất kỹ bởi hai người chơi đó là Kress cũng như là cả Yue nữa. Anh ta đang có thời gian để farm và bên phía tuyển Việt Nam đang chưa thể gây áp lực lên vị trí Gen Sao được lao cực kỳ chính xác tấn công vào Khoa. Khoa tự tin với khả năng chống chịu của Malok nên ta thường xuyên có những pha vào rất sâu trong rừng bên phía đối phương để chọc ngoáy cũng như là khiêu khích. Ở đây là cú keo lửa tốt, từ đó là vị trí của Yiwei rồi. LL có thể chống cự được 3 thì bên đối phương có câu trả lời không, khi mà chuyển ra đao là thành công từ Fish và lấy đi điểm chiến công đầu của bên phía đối phương. Chiến công đầu dành cho Việt Nam rồi khi mà Khoa cùng với Red vẫn lấy 2-3 một cách quá thoải mái ở cánh dưới như thế này, thì ở cánh trên chúng ta có được lợi thế về mặt quân số và nó đã tạo ra điểm chiến công đầu vừa rồi, một cú luyện ngục để có thể giải quyết đi tân lính một cách quá dễ dàng. Và thắng lợi ở cánh trên gọi tên Việt Nam với cái trụ đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Cuối cùng thì Mina đã bị giải mã, nhưng lần này phải có đến 3 thành viên của Việt Nam thì mới có thể quyết tâm hạ gục thành công được Mina trong tay của LL. Có được cái trụ không đường trên quá thành công, nhưng phải mất đến 3-4 tơn đẩy thì mới có thể có được cái trụ đầu tiên của Malaysia. Vẫn đang phòng ngự rất chắc ở cánh dưới, nhưng cú cắt chưa phải quá mapping. Yiwei băng vào tốc biến keo lửa, kéo đến XF rồi. XF phải lên ngựa một cách bất ngờ, tụ nguyên trả từ đó là Jena lên Fizz nữa. Và Fizz lại lên tiếng. Lần này thì Fizz không chơi một pháp sư, mà anh ta chơi một vị tướng đấu sĩ. Mà anh ta vẫn rất tự tin với bộ kỹ năng đao của mình với cô bài Jena, vẫn là tốc biến tụ nguyên trả. Từ đó là Jena lên Fizz, anh ta bị outplay ngược trở lại bởi tình huống thủy thần đến từ Bồ Tắc rồi. Rõ ràng là Fizz đang là một trong số những người nổi bật nhất trong đội hình của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 lần này. Hết pháp sư cho đến những đấu sĩ, và thậm chí bây giờ là cả những đấu sĩ rất ít thấy ở khu vực đường giữa như Jena vẫn đang được xử lý một cách đầy mượt mà. Trong tay của người chơi đường giữa bên phía đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam băng trụ thêm một lần nữa. Và bộ đôi sát thương chủ lực của bên phía Malaysia cũng phản công khá gắt. Họ lấy được điểm hạ gục của Bông, nhưng sau đó thì họ cũng đã phải nằm xuống cả hai rồi. Double kill dành cho Khoa và chưa dừng lại ở đây, có trụ dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam. Tốc biến rất nhạy cảm từ đó là Khoa để có thể lấy đi được 2 điểm hạ gục với phía đối phương. Vẫn là một Malok quá cứng cáp cho tiểu Khoa. Quân bài này đã được Khoa sử dụng trong cả trận chung kết của giải đấu quốc nội đấu trước Thanh Vọng. Và đó là một trận thi đấu thành công đến từ người chơi hỗ trợ của phía đội tuyển này. Vẫn đang là tình huống cực kỳ tự tin, lợi thế đang gấp khúc được dần lên. Với liên tục những điểm hạ gục ở các nơi đơn lẻ, XF bây giờ đã không còn được tỉnh táo nữa rồi. Red cướp đi combo đỏ của XF ngay trước mặt của Volcat. XF bây giờ đã rất yếu khi thậm chí anh ấy còn đang ít tiền hơn so với người chơi trợ thủ của chúng ta, đó là Khoa. Khoa có nhiều tiền hơn so với người đi rừng của đối phương. Và tôi tin rằng là nếu như solo tay đôi thì người chơi trợ thủ của Liên Quân Mobile Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành thắng lợi trước người đi rừng của bên phía Malaysia. Nhưng đây không phải là solo khi mà Khoa đang bị quay lại bởi khá đông các thành viên bên phía những
thành viên mang màu xanh ở trong ván đấu này. Nhưng rồi thì Malaysia cũng chẳng thể làm gì khi mà Khoa vẫn đang quá lực với Malok. Fish vẫn đang có những góc đứng rình rất khó chịu với cô bà Yena này. Một vị tướng mà đã cho thấy được một sự thay đổi bể tướng phải nói rằng là quá bất ngờ đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam, đến từ bể tướng khi mà Fish đã liên tục rèn luyện bản thân để cải thiện được bể tướng mình từng ngày, tỏ ra khó đoán hơn trong tất cả những trận thi đấu trong thời gian sắp tới. Và Yena là một trong số những vị tướng mà lần đầu tiên tôi thấy Fish anh ta chơi. Có chăng là chúng ta sẽ thấy được Fish chơi Vered hoặc Wonder Woman, nhưng với Yena thì tự nhiên là đây là lần đầu tiên. Và rõ ràng là Fish đang thành công trong việc đổi đường để cho Elsu trong tay của Red đảm nhiệm vị trí đường giữa, khắc chế vào quân bài UA trong tay của LCC Chu. Và thế trận vẫn đang là áp đảo dành cho đội tuyển Việt Nam sau liên tục những tình huống thành công vừa qua. Một cú bắn đầu, Bâng đã có mặt rồi lôi điều khiến cho XF suýt nữa thì lên bảng điểm số. Thêm cả viên kick nữa, cấu được máu rất lớn từ LCC Chu. Red thực sự đang trở thành một trong số những tay bắn tỉa hay nhất thế giới vào thời điểm này, với khả năng bắn viễn trình kích là rất chất lượng, và nó đã giúp cho các thành viên bên phía đội tuyển Việt Nam đẩy lùi các thành viên bên phía Malaysia về mà không cần phải có thêm một điểm hạ gục nào cả. Chúng ta đã có được cái trụ thứ tư ở trong ván đấu, chúng ta tiếp tục cướp thêm một con bùa đỏ nữa. Chúng ta vẫn còn hai bùa lợi lớn ở phía sau lưng để khi đẩy lính xong có thể lùi về và kiểm soát, gia tăng những lợi thế và hướng đến một chiến thắng 3-0 trọn vẹn ở trong trận bán kết này. UA lại kéo lửa được LL thêm một lần nữa rồi. LL mất đi quá nhiều máu, mất đi cả cho mình có băng xương trên người, nó luyện ngục. Luyện ngục quá đẹp từ đó là Khoa. UA lấy đi điểm bằng ngục của LL thành công rồi. Liên tục là kéo lửa và luyện ngục, và đặc biệt là cú luyện ngục vừa qua lại là quá lý tưởng cho một góc địa hình hẹp đến như vậy. Và tiếp tục lấy được điểm bằng ngục đến từ người chơi Mina của bên phía đội tuyển Malaysia. Nếu như Fizz cho thấy sự hoàn thiện với con bài Yena ở khu vực đứng giữa thì UA cũng đang cho thấy là bên cạnh những con bài chủ lực ở cánh trên thì ngay kể cả những vị tướng có thể tạo ra được sự đột biến thông qua những chiêu thức đặc biệt như là Rossi thì UA cũng đang làm rất tốt với những tình huống keo lửa chất lượng ở trong ván thi đấu này. Đây sẽ là một tình huống có được cả hai bùa lợi lớn nhất ở trên bản đồ để giúp cho đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam tiến về với chiến thắng. Và đây sẽ là con Zeta thuộc về cho bên phía của đội tuyển Việt Nam. Mọi thứ vẫn đang rất chậm rãi từ bên phía đội tuyển Việt Nam, họ đang vận hành thế trận là khá tốt. Không biết, wow, một cú bắn thứ hai chính xác nữa, cảm giác như những viên đạn viễn chiến kích trong tay của Red nó gắn 5 châm vậy. Nó liên tục dính vào người của UA bên phía LCC Chu và dính vào người, đây là tốc biến keo lửa, từ đó là UA và dựng thành tung nguyên trảm, mất đi dạng người trong trạng thái miễn cưỡng của XF. Và XF có lẽ sẽ không thể nào bất tử được quá lâu, anh ta lên bảng điểm số rồi. LAL cố gắng để phòng ngự tên lính này và có thêm sự hỗ trợ đến từ tiền vệ của đội tuyển Malaysia nữa. Việt Nam băng vào căng ngang, từ đó là Fizz rất tự tin với cú tung nguyên trảm của mình, đẩy lui LCC Chu buộc phải lui về. Tung nguyên trảm dọn lính giữa hai trụ và đội tuyển Việt Nam có được thêm một trụ nữa. Khoa vào hơi sâu, Khoa lùi phục hơi sâu, nhưng Khoa khỏe quá, Khoa đi ra được, Khoa đi ra đi vào và Bâng lấy đi thêm một cục nữa, lấy đi mạng của Bồ Tắc. Tấn công ở mọi mặt trận với những đợt lính đang dồn lên như những con sóng vào thời điểm này, và vẫn còn cả một con xe ra ở cánh trên nữa. Một đường lính siêu cấp đầu tiên ở cánh dưới, đường lính siêu cấp thứ hai ở cánh trên và đường lính siêu cấp thứ ba ở khu vực đường giữa. Vẫn là những viên viên chiến kích quái của Red và đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại trận thi đấu này với tỷ số là 3-0 trước đội tuyển Malaysia. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam, quét sạch đội tuyển Malaysia và hướng tới trận bán kết nhanh thắng với đội tuyển Thái Lan. Một tỷ số hoàn hảo, một tỷ số nằm trong kỳ vọng của tất cả chúng ta. Và một màn trình diễn phải nói rằng là thượng hạng với tốc biến quỷ kiếm của cô bé Malok trong tay của Khoa. 3-0 và Việt Nam sẽ hướng tới để gặp Thái Lan thêm một lần nữa. Thái Lan sẽ là đối thủ mà Việt Nam phải đối đầu rất nhiều lần trong kỳ SEA Games này, và vẫn phải là Việt Nam đối đầu với Thái Lan chứ không phải là ai khác. Và cũng bởi vì hiểu điều đó thế nên thái độ trước chiến thắng này của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam vẫn đang là hết sức bình tĩnh. Chúng ta vẫn đang giữ lại những cái đầu lạnh để chuẩn bị cho một hành trình vẫn còn là khá dài ở phía trước. Còn đối với Malaysia, sau trận thua này họ sẽ có một trận đấu tranh huy chương đồng vào ngày mai. Và đối với đội tuyển Malaysia thì tôi tin rằng là ngày hôm nay, sau khi giành chiến thắng được trước đội tuyển Lào ở trong loạt tie break, thì họ cũng đã có một ngày thi đấu hạnh phúc rồi. Một khoảnh khắc có lẽ rằng tôi nghĩ rằng họ cũng đã kỳ vọng được là họ sẽ không thể có được cho mình một chiến thắng quá hoàn hảo trong ngày hôm nay đối với đội tuyển Việt Nam. Và trận thua 0-3 cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tâm lý của đội tuyển Malaysia. Họ vẫn còn một trận đấu nữa trước mắt nếu như muốn đổi màu huy chương, hoặc ít nhất là có thể cố gắng hết sức có thể vào ngày mai. Nhưng rõ ràng Malaysia không phải là đội tuyển đứng cùng đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam, mà đối thủ của Việt Nam như thường lệ vẫn phải là đội tuyển Thái Lan. Ares, iPod Pro, Tony, Mupi và NTNG mới là những người mà đội tuyển Việt Nam phải chinh phục ở kỳ SEA Games năm nay, và họ cũng đang ngồi sẵn ở trong phòng thi đấu chờ đợi để tiếp đón Việt Nam. Tôi tin rằng là với thắng lợi 3-0 này và
cũng có cả ít nhiều những sự bất ngờ và xuất sắc của Malaysia dành tặng tới cho đội tuyển Liga Mobile Việt Nam thì sẽ giúp cho đội tuyển của chúng ta nóng tay hơn, chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu quan trọng hơn phía trước với Liga Mobile Thái Lan trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu như vượt qua được Liga Mobile Thái Lan thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi đi thẳng vào trong trận chung kết để tranh tấm huy chương vàng. Còn nếu như thua thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để gặp lại họ thêm một lần nữa. Đúng là như vậy, nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ không muốn mất thêm thời gian để đánh với cả Malaysia thêm một lần nữa. Và rõ ràng quyết tâm của đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn là phải đánh bại đội tuyển Thái Lan. Trong quá khứ thì Việt Nam cũng đã từng đánh bại Thái Lan, chính đội tuyển Talon này, tại kỳ AIC 2020. Nhưng chúng ta lại thất bại gần nhất trong kỳ tứ kết của giải đấu quốc tế gần nhất trước chính đội tuyển Thái Lan. Và vì vậy thì duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là rất nhiều, và đặc biệt nó là tiền thân của những đội tuyển như là Sài Gòn Petrol và Talon. Họ đã gặp nhau rất nhiều trong quá khứ rồi. Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau thêm một lần nữa, và nếu như không có gì thay đổi thì họ sẽ còn gặp nhau vào trận thi đấu cuối cùng ngày mai để tranh huy chương vàng nữa. Hay xa hơn nữa, đó là tại kỳ SEA Games gần nhất, SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, thì Liên Quân Mobile Thái Lan cũng là khu vực đã giành được tấm huy chương vàng. Và lúc đó thì Liên Quân Mobile Việt Nam của chúng ta đành ngậm ngùi ra về với chỉ là một tấm huy chương đồng mà thôi. Đó vẫn là điều khắc khoải của Liên Quân Mobile Việt Nam trong rất lâu. Và bây giờ thì chúng ta đã có cơ hội để thay màu huy chương ngay trên sân nhà. MVP ở trong ván thi đấu vừa rồi gọi tên Red, một Red phiên bản 2022 cực kỳ hoàn thiện với vị tướng Elsu này, một trong số những tay bắn tỉa hàng đầu trên thế giới. Và 11.5 là số điểm mà Red có ở trong ván thi đấu vừa rồi. Phong độ ổn định là những gì mà chúng ta đã nhìn thấy ở Red trong suốt khoảng thời điểm dài từ đầu năm đến giờ. Và ngay ở trong ngày thi đấu sân khấu đầu tiên, ở vòng bảng đầu tiên đến tận ngày hôm nay, thì Red vẫn đã cho thấy rằng mình là một trong số những người chơi Elsu ổn định nhất. Và có lẽ chúng ta không thể mong mỏi được nhiều hơn một Elsu bắn với tỷ lệ thắng gần như 100% ở trong trận đấu vừa qua với cả đội tuyển Malaysia trong tay của Red. Còn đó là một chiến thắng hoàn hảo đến từ đội tuyển Việt Nam. Còn đối với bên phía của đội tuyển Malaysia thì có lẽ là XF cũng đã có một game thi đấu khó chơi với Volcat ở trong game thi đấu vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn về hành trình phía trước sau trận đấu vừa rồi. Sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia thì ngay sau đây vào lúc 17 giờ, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ chạm trán với Liên Quân Mobile Thái Lan thêm một lần nữa ở trận đấu bán kết nhanh thắng. Đội thắng ở trong trận đấu này, xin được nhắc lại một lần nữa, sẽ đi thẳng vào trận chung kết tranh huy chương vàng. Còn đội thua thì sẽ gặp lại Malaysia trong trận đấu để có thể xác định một đội giành huy chương đồng và một đội vào tiếp trận chung kết ở ngày mai. Đó sẽ là một trong số những hành trình mà chúng ta phải vượt qua kèo thi đấu bowl năm để có mặt tại trận chung kết tổng là những gì, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trong ngày thi đấu hôm nay. Còn nếu như chẳng may có điều gì xảy ra thì vẫn có thể yên tâm, bởi đơn giản phải đánh thêm một trận đấu nữa với Malaysia mà thôi. Đây sẽ là thông số giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam ở trong ngày thi đấu hôm nay. 3-0 là những gì Việt Nam làm được trước Malaysia. Còn đây là một ván thi đấu mà mọi thứ diễn ra quá trông vánh. Có vẻ như LAL không đánh được tốt con Mina, đơn giản anh ta lựa chọn con Mina bởi vì anh ta không thể cấm vào được Mina nữa, và đơn giản là để cho UA không cầm được. Nhưng dù là đánh kèo nào đi chăng nữa thì Rossi vẫn luôn một kèo khắc chế vào vị tướng Mina, và kỹ năng đến UA là điều mà LAL sẽ không thể nào đuổi theo được, ít nhất là khoảng thời điểm hiện tại. Bộ tướng giao tranh tổng, bộ tướng để hướng tới vị tướng Elsu của Red của bên phía Malaysia cũng đã không thể phát huy được đúng ý đồ của họ, khi mà như những gì mà chúng tôi đã chia sẻ, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam lúc này đang có một đẳng cấp rất cao và những cách xử lý vấn đề của họ đang cho thấy điều đó, và nó cũng cho chúng ta được tiếp thêm những sự tự tin trước trận đối đầu cực kỳ quan trọng sắp tới trước Liên Quân Mobile Thái Lan. Chúng ta đã trải qua trận đấu đầu tiên với một tỷ số không quá bất ngờ, 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Sắp tới sẽ là một hành trình lớn hơn, một kèo đấu với bo năm giữa đội tuyển Việt Nam đội tuyển Thái Lan. Đó sẽ là trận thi đấu mà chúng ta đề ra mục tiêu, đó là vượt qua để có mặt thẳng tại trận chung kết tổng, trận chung kết tranh huy chương vào ngày mai. Rõ ràng là chúng ta đi được đâu đó nửa chặng đường của hành trình SEA Games 31, và có lẽ tôi và anh Dũng cũng sẽ xin phép các bạn nghỉ ngơi trong một ít phút. Chúng ta cùng nhau đến với phỏng vấn sau trận đấu với những tâm sự của các thành viên đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận thi đấu đối đầu với đội tuyển Thái Lan vào ngay sau đây. Xin cảm ơn các bình luận viên và các bạn khán giả thân mến. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực sân khấu chính để cùng đến với phần phỏng vấn sau trận đấu. Một chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ với trận đấu này thì vấn đề tâm lý không được đặt quá nặng nề, bởi lẽ đội tuyển Malaysia mặc dù họ thua ở trận đấu này nhưng họ vẫn sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm huy chương đồng vào trận đấu ngày mai. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng với em út của đội tuyển Việt Nam, Khoa. Welcome back to the stage, Malaysia. Even though they are the losing team in the match, but they still have a chance to get the bronze medal tomorrow. And now we'll come back with a short interview with Khoa, a member from Vietnam team.
Xin chào Khoa, chúc mừng Khoa và những người đồng đội của mình với chiến thắng quan trọng ngày hôm nay. Một trận đấu phải nói là khá thăng hoa của đội tuyển Việt Nam. Có phải là do sự cổ vũ quá nhiệt tình đến từ các bạn khán giả hay không? So Khoa, you and your team member were so high in the game with Malaysia. And it's because of many audience are being here with you today and their strong support. Đầu tiên là em xin gửi lời chào tới chị Thu Khảo và tất cả các bạn khán giả. I would like to say hello to all the audience. Đối với trận đấu với lại đội bạn thì team em không đặt quá nặng về vấn đề tâm lý và vì buổi sáng thì cũng không có khán giả gì lắm nên team em đánh hơi hốt bận với Thái Lan. So in this match we are quite free in mind, but in this this morning because there was not many audience, so we lost with Thailand in the match. Vâng, với chia sẻ này thì của Khoa thì có thể thấy rằng là Khoa đang dần nghiện với việc là có nhiều sự cổ vũ của các bạn khán giả ở đây rồi đấy ạ. Có khán giả một cái là đội tuyển Việt Nam đánh thăng hoa hơn hẳn. Một lần nữa xin chúc mừng Khoa và những người đồng đội của mình. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta sắp tiến tới trận bán kết nhánh trên và gặp lại đội tuyển Thái Lan. Khoa cũng vừa mới chia sẻ là lúc nãy không có khán giả cho nên là hơi có thất vọng một xíu. Vậy thì sắp tới có khán giả ở đây và đồng hành với các bạn rồi. Các bạn có tự tin sẽ chiến thắng đội tuyển Thái Lan không? So you are about enter the upper bracket semifinals with Thailand team. So with many audience here, are you confident that your team will win the game? Với tất cả các bạn khán giả đã tới đây tới tận đây và cổ vũ mình sẽ nói một câu là sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu tới với Thái Lan. So thank you so much all the audience for being here today with us and we'll try our best. Một câu hỏi cuối cùng dành cho Khoa đó là ở đội tuyển Thái Lan thì có tuyển thủ nào mà Khoa cảm thấy là cần đặc biệt chú ý đến hay không? So the last question for Khoa, in Thailand team, which player that should watch out for the most? Đối với đội tuyển Thái Lan thì em nghĩ đó sẽ là anh Đa Bóp Gồ ạ. Vì anh ấy rất là khó ăn cả trong game lẫn ngoài đời. Ở trong game thì anh ấy nấp bụi khá là thường xuyên và có kỹ năng rất là tốt. Còn ngoài đời thì anh ấy cũng rất là đô con và ngoài đời cái cao ráo rồi. So the most impressive player of Thailand team that we should watch out is iPad Pro because in real life he's also a very good player and also in the game he has well preparation for SEA Games this time and he's very skillful. Vâng, Khoa có dành lời khen cho iPad Pro rằng là ở trong game thì anh ta núp bụi cũng rất là ghê và ở ngoài đời thì anh đấy cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Tấn Khoa của đội tuyển Việt Nam thì kể cả ở trong game hay ngoài đời cũng không khiến các bạn khán giả phải thất vọng đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho Khoa đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam với chiến thắng quan trọng này. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận bán kết nhánh trên vô cùng quan trọng giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam và hãy tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam các bạn nhé. Once again, congratulations to Vietnam for their victory and now it's time for them to have a short break. Before we go to upper bracket semifinals with Thailand. So don't go away, we'll come back shortly.